Thì trước khi mà bắt đầu vào cái buổi mà mình gọi là cái buổi là chia sẻ về văn hóa doanh nghiệp này, thì chúng ta phải thống nhất với nhau một vài điều. Thứ nhất là tất cả những cái gì mà câu hỏi của chị em đưa ra, và Tiến là một cái người là cung cấp thêm một cái góc nhìn đến từ phía Tiến, có thể đúng có thể sai. Đó, cái đấy là cái quan trọng nhất nhé, có thể đúng hoặc có thể sai, nhưng ít nhất là nó sẽ giúp cho mọi người có thêm được một cái góc nhìn. Có thêm một góc nhìn. Đây là lý do vì sao mà khi mà em mà nói Trang Hà về cái việc là những cái vấn đề liên quan đến câu chuyện về hôn nhân gia đình này, câu chuyện là vấn đề về dạy con cái này, về phát triển bản thân này, về vấn đề về sức khỏe này, hoặc có thể là về vấn đề câu chuyện ăn chay, hoặc là những cái về vấn đề về đi cây, thì mọi người hãy đặt câu hỏi. Bởi vì sao? Bởi vì có lẽ là những cái điều đấy là những cái thứ mà có thể là em có một chút kinh nghiệm đó, cho nên là rất có thể cái câu hỏi mà mọi người đưa ra, mọi người đặt ra, thì Tiến giống như một cái người là cung cấp thêm cái góc nhìn thôi, cung cấp thêm một góc nhìn thôi, và có thể cũng có thể sai. Sau khi mà chia sẻ như thế xong thì chúng ta có thể trao đổi thêm. Thì nhìn gọi là chị đầu tiên là chị Hoàng Quyên, thì chị Hoàng Quyên có đặt một cái câu hỏi là làm sao để cân bằng công việc và gia đình. Thì thật ra là sau khi mà tổng hợp tất cả các câu hỏi của mọi người ấy, thì mình mới nhận thấy được là cái câu hỏi này nó là cái câu hỏi mà rất là nhiều chị em quan tâm. Làm thế nào để cân bằng giữa công việc và gia đình? Thì thật ra là cái câu hỏi này nó giống với câu hỏi là làm thế nào để cân bằng được cuộc sống? Làm thế nào để cân bằng được cuộc sống? Bởi vì thật ra là trong cuộc sống ấy, thì hầu hết những cái khía cạnh trong cuộc sống thì nó đều nằm ở gia đình và công việc. Có thể chúng ta liệt kê đến những cái khía cạnh trong cuộc sống, ví dụ như là câu chuyện là các mối quan hệ này, rồi vợ chồng này, rồi con cái này, rồi sức khỏe này, thú vui bản thân này, hay là sự nghiệp tài chính, hay là cho đi, hay là tất cả những cái đấy thì nó đều nằm ở trong cái khía cạnh công việc lẫn gia đình. Thì bây giờ quay trở lại câu hỏi của chị Quyên là làm thế nào để cân bằng được giữa công việc và gia đình, thì đây là dưới góc nhìn của em. Em sau khi em đọc cái câu hỏi của chị Quyên thì em quay trở lại em nhìn vào chính bản thân em để em làm thế nào để em cân bằng. Thì cái câu trả lời của em ấy là để cân bằng được công việc hay là gia đình ấy, thì thật ra hai cái yếu tố này thì mình phải cân bằng cả hai thứ. Mình phải cân bằng cả hai thứ. Bởi vì nếu mà mình không cân bằng được gia đình thì cho dù công việc có cân bằng thì mình cũng không thể cân bằng được. Và nếu mà mình không cân bằng được gia đình, nếu mình không thể cân bằng được gia đình thì công việc dù có cân bằng đến đâu chăng nữa thì nó vẫn không được, nó bị mất cân bằng. Vậy thì quay trở lại là bây giờ làm thế nào để mình cân bằng được gia đình và làm thế nào để mình cân bằng được công việc? Thì cái câu trả lời của em ở đây là gì? Là chất lượng cuộc sống của bạn chính là chất lượng của các mối quan hệ xung quanh bạn. Ví dụ ở trong gia đình, em lấy một cái ví dụ, chị không thể nào chị cân bằng được gia đình nếu mà cái mối quan hệ của chị với anh Tuấn Anh nó bị trục trặc. Chị không thể nào mà cân bằng được gia đình của chị nếu mà bản thân cái mối quan hệ giữa chị với con chị nó bị mất kết nối. Đúng không ạ? Đó. Chúng ta không thể nào cân bằng được gia đình của chúng ta nếu mà bản thân cái sự kết nối của chúng ta với các cái thành viên trong gia đình nó có vấn đề. Đấy là về khía cạnh gia đình nhé. Bây giờ chúng ta đang đưa ra vấn đề nhé. Tiếp theo ở công việc, chúng ta không thể nào cân bằng được công việc nếu mà bản thân là chúng ta chỉ làm một mình, chúng ta chỉ biết chúng ta thôi, chúng ta không có được cái sự kết nối với cấp trên, không có được cái sự kết nối với đồng nghiệp, và không có được cái sự kết nối với cấp dưới nếu chúng ta là một người leader. Đó. Vậy thì là gì? Để cân bằng được cuộc sống và gia đình ấy, thì chúng ta phải cân bằng được cái mối quan hệ giữa chúng ta với những cái người chúng ta. Để nó đang là cái câu trả lời. Vậy thì bây giờ làm thế nào để chúng ta có thể cân bằng được mối quan hệ của chúng ta đối với những người xung quanh? Bây giờ làm thế nào để chúng ta cân bằng được cái mối quan hệ giữa chúng ta với xung quanh? Thì mọi người hãy nhớ một cái câu, là chúng ta không thể thay đổi được bất cứ một thứ gì trên cuộc đời này trừ chính bản thân mình. Ví dụ như chị Quyên thì là câu hỏi là chị Quyên với anh Tuấn Anh đúng không? Chị không thể thay đổi anh Tuấn Anh. Chị cũng không thể thay đổi các con chị được. Chị chỉ có thể thay đổi được chính chị. Ví dụ như cái mối quan hệ của chị với anh Tuấn Anh, em đang giả dụ nó đang có những cái trục trặc. Chị không thể thay đổi anh, chị chỉ thay đổi được chị thôi. Nhưng mà bây giờ chị đang muốn
cái mối quan hệ giữa chị với anh tốt hơn so với chị đó, thì chỉ có một cách duy nhất là chị thay đổi chính mình. Chị nhìn thấy cái điều gì nó có thể tốt hơn, chị nhìn thấy là gì, trong mỗi cái sự gọi là khi mà nói chuyện với nhau, lớn tiếng với nhau, thì bây giờ là mình cần phải làm gì để nó đến đấy là nó ngưng, và mình cần phải làm gì để nó không xảy ra một cái điều gì nó tệ ảnh hưởng mối quan hệ, và mình làm gì để cho mối quan hệ nó tốt lên mối quan hệ. Trong cái câu chuyện dạy con cái cũng vậy, bây giờ mình làm thế nào để mình hiểu được các con, mình làm thế nào để mình được làm bạn với các con, mình làm thế nào để các con nó tin tưởng mình, nó kể chuyện này, nó tâm sự với mình, thì mình phải nhìn ra cái thứ đó để mình thay đổi mình. Bởi vì khi mình thay đổi mình ấy, thì cái mối quan hệ này nó sẽ thay đổi. Khi mình thay đổi mình ấy, thì đối phương họ cũng sẽ từ đó họ thay đổi. Trong gia đình cũng vậy, và trong công việc cũng vậy. Chúng ta không thể làm tốt công việc nếu mà chúng ta chỉ một thân của mình. Chúng ta cần phải có một cái sự kết nối với cấp trên, cấp dưới và đồng nghiệp. Đó. Vậy thì làm thế nào để cân bằng được cuộc sống và gia đình? Thì cái đầu tiên như này này, đối lập đối với em này. Trước hết, để cân bằng được cuộc sống giữa công việc và gia đình, trước hết mình phải biết đó là thật. Bởi vì rất có thể khi mình đặt những câu hỏi đó là mình đang cảm thấy mình bị mất cân bằng. Và khi mình cảm thấy mình bị mất cân bằng là bởi vì rất có thể mình đang so sánh giữa mình với cả người khác, hoặc là mình đang nhìn thấy những cái thứ mà mình đang chưa có, ví dụ như thời gian, nguồn lực, tất cả những cái thứ đó. Thì cái đầu tiên ấy, nếu là em khi mà cảm thấy có một cái thời điểm nào đó mình bị chênh vênh, mình bị mất cân bằng, thì cái đầu tiên em tự nhắc nhở bản thân mình là mình phải biết đâu làm thế nào để cân bằng cuộc sống từ công việc và gia đình. Thì đầu tiên mình phải biết ơn là mình đang có một gia đình, mình phải biết ơn mình đang có một công việc. Bởi vì chính cái góc nhìn mình thay đổi bằng cái việc là mình biết ơn ấy, là mình đang nhìn vào những thứ mình có để mình biết đủ, để mình giảm đi cái mong cầu. Và khi cái mong cầu mình giảm đi một chút rồi, là tự nhiên những cái bất nhiên ý nó giảm. Giống như cái việc là giả dụ tôi đang cảm thấy rất là khó chịu với cả cái người chồng này, cuộc sống này nó bị bộn bề quá, rồi cơm áo gạo tiền, rồi về không hiểu nhau, rồi lớn tiếng với nhau, rồi anh nặng lời. Đấy là những cái gì mình đang nhìn, và đấy là những cái gì mình đang nhìn thấy mình thiếu. Nhưng nếu mình quay trở lại, mình nhìn vào những thứ mình đang có, mình đang có một gia đình, mình đang có một cái người chồng, anh ấy có những cái điểm mạnh, anh cũng có những cái khuyết điểm của anh ấy, nhưng bản thân là trong suốt cái hành trình yêu nhau, lập gia đình, có những đứa con với nhau, bản thân là vẫn đang cùng nhau làm những cái mà những cái rất là tuyệt vời. Mình đang có những đứa con để mình thay đổi góc nhìn, mình nhìn về những thứ mình có. Và mình sau khi mình biết ơn xong thì mình phải chấp nhận, chấp nhận tất cả những cái gì nó đang có tại thời điểm này mình đang có, là nó đang phù hợp với mình. Và bây giờ mình làm thế nào để cho nó tốt hơn so với chính nó. Nếu em sẽ làm như vậy. Mình biết ơn ạ, sau đó mình chấp nhận. Chấp nhận để mình để nó tốt hơn so với chính nó, chứ không phải là tốt hơn so với người khác. Mình tốt hơn so với chính nó. Và lúc đấy mình đi tìm kiếm những cái điều có thể tốt hơn. Đấy chính là văn hóa đi cây, đúng không ạ? Mình biết ơn, mình tìm, chấp nhận, mình biết tìm những cái điều có thể tốt hơn trong mối quan hệ. Giống như em với chị Quyên biết nhau 7-8 năm nay, mối quan hệ chúng ta từ đầu đến bây giờ nó không được như bây giờ, nhưng cứ bằng thời gian chúng ta hiểu nhau, chúng ta thương nhau, chúng ta đồng hành với nhau, và chúng ta luôn luôn cố gắng là chúng ta tìm ra những cái cách mà làm sao mối quan hệ nó tốt hơn, thì nó sẽ tốt. Và để cân bằng cuộc sống này thì nó thật ra nó là một cái hành trình của cả một cuộc đời. Cái từ cân bằng cuộc sống nó chính là hạnh phúc mà. Tất cả những cái gì chúng ta đi làm, chúng ta tìm kiếm trong cuộc đời này chỉ để đổi lấy hai từ hạnh phúc. Và hạnh phúc ở đây là gì? Nó chính là cân bằng. Đấy nó là lý do vì sao cái ngày quốc tế hạnh phúc ấy, người ta chọn cái ngày 21 tháng 3 hàng năm. Bởi vì cái ngày đó nó là cái ngày mà 12 giờ ban ngày và 12 giờ buổi đêm nó bằng nhau. Có cái ngày đấy là ngày duy nhất trong năm nó có thời gian ban ngày và thời gian ban đêm bằng nhau. Nó không bị lệch một vài phút. Các ngày bình thường nó bị lệch. Người ta chọn cái ngày đó bởi vì cái ngày đó nó cân bằng. Nó có là biểu tượng của sự cân bằng. Và thật ra đi tìm kiếm sự cân bằng ấy, trong cuộc sống ấy, nó là một hành trình rất là dài. Và đúc kết lại ở đây ấy, với bản thân em ấy, nó chính là cái việc ở đây là sửa đổi bản thân mình để mọi thứ tốt hơn cho mình. Em lấy một cái ví dụ giữa em với vợ em này. Ban đầu từ khi kể cả làm đi cây tầm 3 năm trở về trước cũng đâu có cân bằng đâu. Vợ chồng vẫn có những lúc nói nhau, vẫn có
có lúc là gì, mặc dù là có thể là vượt qua được những cái khó khăn về vật chất, nhưng mà trong cuộc sống còn rất là nhiều cái cạnh, con cái, bố mẹ, anh chị em ruột thịt, công việc, rồi các mối quan hệ xã hội, rồi còn là tư duy, rồi quan điểm của nhau nữa. Nhưng mà sau này nhận ra là gì, rõ ràng là tất cả những cái thứ này mình có thể làm tốt hơn, nhưng mà chỉ có mỗi một cái cách mình có thể làm tốt hơn, đấy là mình thay đổi chính mình, mình thay đổi chính mình, không có cách nào khác. Bởi vì mình không thể thay đổi được người khác, mình chỉ thay đổi được chính mình. Và mình khiến mình tốt lên thì mọi thứ nó sẽ cân bằng. Ví dụ trong những dạy con đấy, chị, ví dụ như em chỉ nói đơn giản là mình có thể quan sát cái thời gian mình dành cho con có thể nhiều hơn hay không, hoặc là vẫn cái thời gian như thế nhưng mình hiện diện trước mặt con nó đã trọn vẹn hay không, mình có thể làm tốt hơn hay không. Và ví dụ như là mình là cái tấm gương của con đúng không, thì mình đã là một cái tấm gương nó thực sự là tốt nhất mà mình có thể, mình có thể tốt hơn hay không. Đấy nó là cái mà cái câu trả lời cũng như nó là cái góc nhìn đến từ phía em, nó có thể đúng hoặc sai nhưng em nghĩ là nó sẽ cung cấp cho chị thêm một cái góc nhìn về cái câu hỏi của chị. Ok, sau khi em trả lời như vậy thì chị Quyên có muốn đóng góp gì thêm không, hay là muốn gọi là chỉ để chị em mình trao đổi thêm về cái câu trả lời của em không? Không, không, đây là cái cách sáng đó. Cái này khi nào mà từ khi làm ở đây cũng học hỏi rất là nhiều, bởi vì ví dụ như là nếu như muốn việc khác thay đổi thì tôi thì cũng một lần chính mình quên thì mình phải thay đổi chính bản thân mình. Ví dụ như có một nhiều cái thì chị vẫn chưa thay đổi được bản thân mình, nhưng có những cái thì chị cũng thay đổi được. Ví dụ như một cái thứ nhất là cái hôm mà chị làm muộn, giờ đây chị làm muộn đấy, đã thôi ra là không bị muộn nhưng mà sẽ hướng vào cao muộn, nên là mình ở lại làm muộn. Thì khi chị nhắn tin cho chồng chị là lúc là cuối tuần thì các con về quê hết rồi, thì chị có nhắn tin cho chồng là anh có tí đỡ về đi ra ngoài ăn nhé. À chồng nhắn trước là thì em ơi tí về mua cái gì ăn rẻ luôn. Thế là chị ok rồi, thì đến lúc mà khi mình đã muộn rồi thì chị lại nhắn lại là anh ơi tí ra ngoài ăn. Ăn nhà rồi thì khi mà chị đi mua về nhà ăn về chị lại lấu lướt mất thứ lại cảnh nó rất là mất thời gian. Thế nhà chị anh thì không có thích ra ngoài ăn mấy, nhà chị nhắn như thế thôi, nhưng ông bảo chứ không anh không đi đâu hết vì em vì là anh ấy đang làm vẽ công trình. Trong lòng tức lắm em ạ, thật sự lúc thì tức cực. Nhìn đi ra ngoài ăn cho nhanh còn về ăn làm được hào hứng xong rồi rửa bát ăn làm. Lúc thì là nhà đang ở chung cư em ạ. Nhà xong rồi tức lắm, xong đi đường về cũng mua, chị bởi vì chị không hay ăn ngoài đường, chị không biết mua đồ gì cả, chỉ biết thôi về mua cháo, mua ốc, mua các thứ đấy về mua ốc về ăn. Tức lắm ý, tức cứ đứt về ăn đấy, chỉ mua chút cả đi. Trong lòng nghĩ là như thế, lắm đi. Nhưng mà tìm né lại cảm xúc đó thôi, nếu như mình mà nói như vậy thì là sẽ mất vui. Thực sự mình thay đổi thôi, bởi vì mình nghĩ là thôi chồng mình cũng đang làm việc mà, chứ không phải là anh ý kiểu chơi như này như khác. Hay mình nghĩ lại, mình nghĩ suy nghĩ để tích cực hơn là người ta cũng đang làm việc chứ người ta không phải chơi, cần người ta bận. Khi mà đang tập trung làm việc là khi nhắn tin cho ông thì nhắn rất là tốt lắm. Ừ, xong rồi thì đấy mình cứ tự bản thân thay đổi nhiều, nhưng mà nhiều ví dụ như nếu mình không hiểu thì mình sẽ là bảo là ăn nói như nói thế kia, nhưng mình tự mình chỉ của bản thân mình là thôi là lên sẽ nhẹ nhàng. Người ơi, đi ra ăn đi, em mua về rồi. Thì kiểu như thế thì anh đi lại cảm thấy vui hơn đấy. Lại ra ăn ấy, ăn thì mình cũng cảm thấy sẽ vui hơn. Chứ khi mà mình mà tức, không kìm nén được cái lỗi kiểu tức xúc đấy, cảm xúc đấy thì là sẽ ăn cũng không ngon ấy. Mà chồng mình rất là khó chịu, chồng mình ăn sẽ không ngon, mình cảm thấy rất là khó chịu. Thật sự là trong lòng lúc đi trên đường đi về là mình cũng đã khó chịu lắm rồi. Ok, cảm ơn chị Quyên. Thì em đúc kết lại cái câu hỏi của chị Quyên là bản thân là làm thế nào để cân bằng được cuộc sống, thì từ đầu tiên là chúng ta phải nhìn nhận là không ai làm cái việc đấy giúp chúng ta được, không có một ông bụt nào xuất hiện và khiến cho cuộc sống của chúng ta tự nhiên cân bằng cả, chỉ có tự chúng ta có thể làm được cái việc đó, đúng không chị? Không ai giúp chúng ta được việc đó thì trước hết là gì, chúng ta phải là cái người làm việc đó. Và làm thế nào thì chúng ta đầu tiên chúng ta biết ơn những thứ chúng ta có, cái thứ hai chúng ta chấp nhận cái sự thật là mọi thứ nó đang như vậy, cái kết nối của chúng ta với chồng, kết nối với con hay với mọi người nó đang như vậy, và chúng ta tỉnh táo để chúng ta tìm ra những cái điểm mà chúng ta có thể làm tốt hơn để quay trở về thay đổi chính mình, để từ đấy giúp cho mọi thứ trở nên tốt hơn. Nếu mà coi cái việc cân bằng cuộc sống ấy, nó là một cái quả thì chúng ta không thể nào ngồi một chỗ để chúng ta muốn cái quả nó xuất hiện được,
ta phải làm những cái việc để nó sinh ra cái quả, chúng ta phải gieo những cái hạt. Và chúng ta đã có công thức rồi, chất lượng cuộc sống nó chính là chất lượng của các mối quan hệ xung quanh. Thì bây giờ ví dụ như là em đi làm em cảm thấy thật sự rất là hạnh phúc, bởi vì sao? Ở nơi mình làm việc nó có những người anh chị em, có những cái người mà mình rất là vui vẻ khi mình ở bên cạnh người ta, thì tự nhiên là mình đang cân bằng công việc của mình. Mình đến nơi làm việc mình cảm thấy mọi thứ rất là cân bằng. Mình quay trở về nhà, mình làm thế nào để cân bằng gia đình của mình, là mình ở bên cạnh những cái người đấy mình rất là yêu thương, mình rất là quan tâm, và mình không có bất cứ một cái rào cản gì với họ cả, thì tự nhiên là khi mình ở gia đình mình cảm thấy cân bằng. Thì rất là nhiều người cảm thấy là khi về nhà chơi với con cảm thấy nó tái tạo năng lượng, nó rất là hạnh phúc, nhưng khi quay lại công việc họ bị áp lực, bởi vì rất có thể là các mối quan hệ công việc nó đã cần có thể tốt hơn. Đấy là cái mà dưới góc nhìn của em nó có thể đứng mặt xa. Thì rất là cảm ơn cái câu hỏi của chị Quyên, bởi vì tại sao là có những cái buổi như này, bởi vì rất có thể cái câu hỏi của người này nó lại đang là cái vấn đề mà đang rất sự quan tâm của người kia, cho nên là nó sinh ra những cái buổi như này. Và từ bây giờ thì cứ mỗi một tháng anh chị em chúng ta sẽ ngồi với nhau một buổi. Thì sau chị Quyên rồi thì ai muốn là cái người mà được đặt câu hỏi cho mình Hoa nhá. Câu hỏi số 1 là cách tiết kiệm tiền và chi tiêu hợp lý cho gia đình. Thứ hai là sếp có kế hoạch mục tiêu trong tháng hay một năm hay không. Và thứ ba là làm thế nào để tận thói quen liên kết và kiên trì với mục tiêu mà mình muốn đạt được. Nếu trong trường hợp mà Hoa muốn hỏi một câu hỏi khác nằm ngoài câu hỏi này cũng có thể. Hoa muốn hỏi cách nhất là câu 1 của bạn. Không, một câu. 25. Năng lượng. Câu 1 đi. Câu 1 à? Cách tiết kiệm tiền và chi tiêu hợp lý trong gia đình. Đó. Tiết kiệm tiền và chi tiêu hợp lý trong gia đình. Thì cái câu hỏi này tiết kiệm tiền và chi tiêu hợp lý trong gia đình thì chia sẻ với Hoa như này. Đây nó là góc nhìn của Tiến, nó có thể đúng hoặc sai. Đó. Thì Hoa cái hình dung là giả dụ như bây giờ Hoa có một gia đình nhỏ, thì Hoa với cả Nhật Anh đang là hai người kiếm ra tiền bằng có thể là công việc hoặc là một vài những cái gọi là một cái những khoản đầu tư nào đó, nhưng mà cái thu nhập của hai vợ chồng ấy, thì giả dụ bây giờ chúng ta đang coi tài chính của gia đình nó là một cái bể đó. Thì thu nhập của Hoa và thu nhập của chồng ấy, nó là hai cái vòi chảy vào bể, đúng không ạ? Hai cái vòi chảy vào bể, thì đấy là cái nguồn thu của mình, nó là dòng tiền của mình. Còn tất cả những khoản chi tiêu từ tiền xăng, tiền điện thoại, nghỉ nấu ai ô, tiền học của con, tiền ăn uống hàng ngày, thì nó là cái vòi chảy ra, nó là vòi chảy ra. Vậy thì khi mà cái vòi chảy vào mà nó đang cố định như vậy, mà cái vòi chảy ra của mình ấy, mà mình đang để nó chảy ra nhiều quá, nó cứ gì ấy, thì chúng ta sẽ gặp những cái vấn đề liên quan đến câu chuyện về tài chính, đúng không ạ? Giả dụ như là một tháng nó chỉ chảy vào 100 lít thôi, nhưng mà chúng ta đã đang để cho nó chảy ra khoảng hơn 100 lít, thì có nghĩa là chúng ta lại phải đang mượn cái dòng tiền của người khác bằng cái cách là chúng ta vay để chúng ta đổ vào cái bồn đấy để chúng ta cho nó chảy ra, đúng không ạ? Thì bây giờ tiết kiệm là làm thế nào? Một cách thứ nhất là mình tìm ra xem chỗ nào nó đang bị rỉ nước, tìm xem cái vòi nào nó đang chảy ra mà nó không cần thiết, chúng ta siết nó lại, chúng ta khóa nó lại. Đó. Đấy là cách thứ nhất, là để chúng ta khóa những cái vòi, những cái van mà chảy ra nó không cần thiết, hoặc là đang chảy ra nhiều, cho ta siết lại một tí để cho nó chảy đủ, nó đủ. Cái nào chảy nó thừa, đúng không? Siết hẳn nó khóa vào, không cho chảy. Đấy là cách thứ nhất. Cách thứ hai là chúng ta tăng cái vòi chảy vào. Tăng cái vòi chảy vào thì bằng cách nào? Một là chúng ta có thể chúng ta tập trung, chúng ta nỗ lực, chúng ta làm việc, chúng ta phát triển về tay nghề, chúng ta phát triển về chuyên môn của chúng ta, để chúng ta có thể trở thành một cái gọi là chúng ta có thể tăng được cái thu nhập, hoặc là chúng ta có thể có những cái khoản đầu tư nào đó để chúng ta tăng cái vòi vào. Thì đó là cái cách mà mang cái tính gọi là công thức. Thế còn Tiến thì Tiến thì hay nghĩ như này. Đây là cái cách mà để mình gọi là tạo áp lực cho mình trong cái câu chuyện ở đây là cần phải tiết kiệm. Đã cần phải tiết kiệm. Đấy là gì? Đấy là mình nghĩ đến cái viễn cảnh khi mà không biết là con người ta sẽ thay đổi ở trong hai trường hợp. Một là cái hậu quả nó xảy đến hay còn gọi là biến cố. Hai là một cái viễn cảnh nó tốt đẹp nó xảy đến. Đã. Ví dụ như trong trường hợp mà giả dụ như là chúng ta nghĩ đến cái việc là giả dụ như bây giờ là bố mẹ đau ốm, nó cần một khoản tiền để đưa bố mẹ đi viện. Ngày xưa thì bố Tiến cũng 2005 bởi vì không có 100 triệu để mổ cho ông, bác sĩ bảo là mổ 50-50, cốp trong một tiếng nữa phải cốp 100 triệu, mà mình không có 100 triệu, ông còn không có cơ hội nổi 50-50 cho cuộc đời.
Và đấy nó chính là một cái thứ mà để Tiến luôn luôn nhắc nhở bản thân mình rằng là mình luôn luôn phải có một cái gì đấy dự phòng cho bản thân mình và người thân. Đấy là nó hình thành luôn từ kim ống ấy. Thì đấy nó cũng có thể nó coi là một cái biến cố và một cái hậu quả mình có thể lường trước đến cho những người thân mà vẫn đang ở bên cạnh, để mình tự nhắc nhở bản thân mình cần tiết kiệm. Tiếp theo là một cái bên cạnh, là nếu mà mình tích góp được thì mình sẽ làm được một cái điều gì đó. Tích góp được một khoản mình sẽ làm được một cái điều gì đó, thì để nó có được cho mình một cái động lực để mình tiết kiệm. Và thường ấy, thì ví dụ trong trường hợp mà mình chi tiêu, mình mua sắm, nhiều khi mà mình cũng chỉ vì gọi là có rất là nhiều khoản, bởi vì những cái mà dành cho nhu cầu bản thân, rồi những cái mà gọi là sở thích. Nhưng mà nhiều khi mà mình chỉ cần gặp cái trách nhiệm của mình với những cái người xung quanh ấy, nhiều khi mình sẽ có thêm một cái động lực tiết kiệm. Thì mỗi khi mà mình tiết kiệm thì mình hãy nghĩ đến cái việc là cái vòi chảy vào, vòi chảy ra, để mình có thể mình chủ động. Thì đấy là cái câu trả lời đầu tiên. Có thể là nó không giải quyết được toàn bộ những cái mà mong muốn của Hoa, nhưng ít nhất nó là cái góc nhìn. Sau Hoa thì đến ai nhỉ? Chị em là Dung Ngon nhỉ? Sao chị không hỏi em? Trên chuyên gia hả? Chuyên gia đây thôi. Em cùng có ba câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là lòng tốt khi đặt sai chỗ liệu có khiến bản thân trở thành người thất tín? Hai là điều gì giúp em trở thành người như bây giờ? Và ba là cách để bản thân trở nên mạnh mẽ và kiên cường. Chị muốn đặt cho em câu hỏi gì? Chị muốn hỏi câu số 1. Số 1 hả? Lòng tốt khi đặt sai chỗ liệu có khiến bản thân trở thành người thất tín? Lòng tốt mà khi mà đặt sai chỗ, liệu mình có trở thành người thất tín? Thì chị cho em hỏi là chị có thể làm rõ cái câu hỏi này được. Tức là ví dụ như là mình nghe được một cái vấn đề thì thấy liên quan đến một người. Nhưng mà cái này kiểu như là chỉ là một chuyện riêng thôi. Mọi người kiểu như là cũng không muốn là nói lại đến cái người đấy, nhưng mà mình nghĩ là mình nói cho người ta thì người ta sẽ tốt hơn chẳng hạn. Thế nhưng mà ví dụ như thay vì kiểu đó nhận thì người ta có thể là nó nghe thì thay đổi chẳng hạn, thì người ta lại chọn cái phương án là để nói lại với người kia để gọi là xác nhận cái thông tin có đúng hay không, như đấy thì thành ra là mình nhận là người đi như chị dạ như thế dạ thế đúng không? Mình mắt chợt tìm những cả cái người đó đã kể cho mình. Ok. Thì có nghĩa là em làm rõ lại cái câu hỏi gì nhé. Ví dụ giả dụ như là một người A người ta kể cho mình một câu chuyện gì đó. Nhưng mà cái câu chuyện đó thì nó đang ảnh hưởng đến người B. Và bởi vì mình đang muốn tốt cho người B, cho nên mình kể với người B. Và người B bởi vì nghe được cái câu chuyện đó là xác nhận lại với người A. Và cuối cùng là mình ở trong vai trò là mình đang thất tín với người A. Có đúng như vậy không? Em đang hiểu đúng không? Ok. Bởi vì phải hiểu đúng câu hỏi thì mới trả lời đúng được câu hỏi đó. Thì bây giờ thì lại hỏi ngược lại chị là khi mà người A nói với mình cái điều đó thì mình đi nói với điều B, người B ấy, là với mục đích gì? Hành trình với mục đích là mong muốn người B tốt hơn. Mong muốn người B tốt hơn. Nhưng mà nó lại đang mang lại kết quả là ảnh hưởng đến mình đúng không? Đúng không? Ảnh hưởng đến... Và sau khi mà chị nói cái điều đó thì người B có tốt hơn không? Tức là mình đang thấy nhầm người, tức là mình có thể là sau cái đấy thì chị rút ra một cái kinh nghiệm là mình sẽ tùy người để thế thì để ok rồi, em hiểu rồi. Thì có nghĩa là như này này, cái em đã hiểu rõ cái câu hỏi của chị Trang. Có nghĩa là nếu mà em ở trong địa vị của chị như này nhé, giả dụ em trả lời câu hỏi này là chị sẽ xác nhận em là có thỏa mãn được cái câu hỏi của chị không nhé. Giả dụ chị Quyên có nói với em về một cái điều gì đó là về việc là đấy, chị thấy cú như này đúng không, cú như này đúng không, và bây giờ là em sẽ cần, bởi vì em biết cái điều đó và em sẽ cần làm cái điều gì đó để cho cú tốt hơn, bởi vì mình có thông tin không? Đúng không? Thì bây giờ là nếu mà là em nhé, thế nếu là em thì chị có thể nhớ lên giúp em là cái việc mà nó có một cái mà em vẫn thường chia sẻ trong cái buổi của công ty, đấy là cái góp ý ba đúng. Thì cái đầu tiên nó phải đúng thời điểm. Ở đây là gì? Cái thời mình phải xem cái thời điểm đấy để mình chia sẻ với cái người kia nó có phải phù hợp hay không. Cái thời điểm thứ hai là cái đúng bối cảnh, là cái lúc đấy là chỉ có mình với người ta hay là có nhiều người. Và cái quan trọng nhất ấy, cái đúng thứ ba là quan trọng nhất, nó là đúng cách. Em vẫn có thể em chia sẻ cái câu chuyện ở đây là mình xác nhận với người này dưới góc nhìn của mình rồi, chứ đâu cần phải lôi chị Quyên vào. Em không cần phải lôi chị Quyên vào bởi vì chị Quyên đang góp ý cún thông qua em, hoặc là chị Quyên đang nói với em là cún đang như này như kia, đúng không?
Thì bây giờ em cũng chỉ nói với Cún là như trong trường hợp mà đây là dưới góc nhìn, đây là những cái gì anh quan sát thấy, cái gì anh quan sát thấy. Và cái việc mà anh cung cấp cho em thông tin này là thật sự là thật tâm là bởi vì anh muốn tốt em, bởi vì lợi ích của em. Và nếu mà trong trường hợp mà cái điều anh nói ra như này nếu mà khiến em cảm thấy phiền lòng thì cho xin lỗi. Nhưng mà bản thân là bởi vì muốn tốt cho em và anh quan sát thấy cái điều đó, cho nên anh phải có trách nhiệm anh nói ra cái điều. Thì tự nhiên người ta có một cái cảm nhận, người ta thấy ra đây là gì nhỉ? Người ta trân trọng mình bởi vì là thứ nhất là mình đang chọn cái thời điểm thích hợp, mình chọn cái bối cảnh thích hợp và mình đang lựa ra một cái cách là để nói vì cái lợi ích của người ta. Và mình không đưa cái người kia ra. Không đưa người kia ra. Nó chỉ là trên phương diện giữa mình với người này. Để mình mang đến cái góc nhìn của mình và muốn người ta tốt hơn. Nó giống như này. Nếu chúng ta là những người đồng nghiệp, giả dụ như em, chị Quyên hay là anh với cả Liên chẳng hạn, mà anh nhìn thấy một cái điều gì đó mà Liên có thể là tốt hơn, chúng ta không gọi là lỗi nhé, bởi vì lỗi đúng sai không nó theo tiêu chuẩn của mỗi người. Chúng ta nhìn thấy điều mà cái người kia có thể tốt hơn, hoặc là chúng ta nghe thấy một ai đó nói với chúng ta rằng người này có thể tốt hơn, thì trước hết là gì? Chúng ta chọn thời điểm thích hợp, chúng ta chọn bối cảnh thích hợp, chúng ta lựa, chúng ta nói với người này về cái việc là mình quan sát như vậy hoặc là mình có nghe một điều như vậy. Nhưng mà đây là những cái gì mình đang nói với người ta là để muốn tốt với người ta, và mình cho gọi là dưới góc nhìn của mình như thế, thì em nghĩ là nó sẽ hạn chế tối đa cái việc hậu quả nó xảy đến. Cho nên là trước khi mình cái này nó là cái đúng thứ ba, là cái rất là quan trọng, là cái đúng cách, là trước khi mình nghĩ một cái điều gì, trước khi mình nói một cái điều gì, trước khi mình làm một cái điều gì, thì mình hãy tự hỏi mình xem là cái việc làm này nó có mang đến cái phiền não cho mình và mọi người hay không, hoặc là cái điều mình làm này nó có mang đến lợi ích cho mình và mọi người. Nếu mà mang đến lợi ích cho mình nhưng mà phiền não đến mình, hãy cẩn thận, không hẳn, hoặc là chưa phải đến lúc này. Nhưng nếu mà mang đến lợi ích cho mình mà không đến mang lợi ích cho người thì đừng làm, bởi vì mang đến lợi ích cho mình nó là vị kỷ, nó vì ích kỷ, nó vì lợi ích của mình đó. Cho nên là đấy là lý do vì sao tại sao mà chúng ta luôn luôn phải tỉnh táo trước lời nói của chúng ta, luôn phải tỉnh táo trước mỗi hành động của chúng ta. Và đấy nó là lý do vì sao ấy. 2 năm trở lại đây mọi người thấy là Tiến không sử dụng bia rượu, không sử dụng các gọi là thuốc lá hay là hút cỏ hay là cả, bởi vì mình hiểu được khi mình ở trong cái trạng thái không tỉnh táo, rất có thể mình sẽ có những suy nghĩ không tỉnh táo, những lời nói không tỉnh táo và những hành động không tỉnh táo, và nó sẽ gây tổn hại đến chính mình và mọi người. Có thể là chị trong cái khoảnh khắc đó chị nói với người B, chị hoàn toàn tỉnh táo, nhưng chẳng qua là nó đang chưa phải là cái cách tốt nhất, bởi vì cái câu chuyện đó mình đang đưa đến người B nhưng mình đã nhắc đến người A. Và mình không đưa hết toàn bộ về phía mình. Và mình nói với người kia cái mục đích của mình truyền thông như vậy là để tốt cho họ. Bởi vì mình thực sự mình yêu thương họ. Khi người ta cảm nhận được cái điều đó rồi thì nó sẽ không có điều gì xảy ra. Nếu nó có xảy ra thì nó cũng chỉ xảy đến với mình thôi. Và nếu nó có xảy đến với mình thì mình xứng đáng bởi cái điều đó, bởi vì mình đang gieo cái nhân đó. Đúng không? Nếu họ có trách mình, họ có phản ứng lại với mình thì có nghĩa là gì? Đấy là lỗi, chứ không phải là lỗi của người ấy. Cho nên mình sẽ không bị thất tín nếu mình làm đúng cách. Và mình vẫn mang đến lợi ích cho cái người kia nếu mình làm đúng cách. Và mình vẫn giữ được cái gọi là cái người gọi là trung tín của mình với cái người A nếu mình làm đúng cách. Đâu cần phải nhắc đến người A làm gì. Chỉ để củng cố thêm cái lời nói của mình là đúng. Mình có thể nhìn thấy điều đó, mình quan sát được điều đó. Hoặc mình làm rõ với người đó. Chị có nghe thấy. Hoặc là mình có nghe thấy. Có phải như vậy hay không? Mình cần phải làm rõ. Ok, thì cái câu hỏi, cái câu trả lời của em ấy, nó có giải quyết được cái câu hỏi của chị. Thì chị cũng không có nhận được những người A. Nhưng mà cũng tự đoán ra được. Tự đoán ra được. Tự đoán ra được thì nói chung là thì mình cũng sẽ cần phải lựa. Em nghĩ là cái quan trọng nhất là đúng cách. Mình làm thế nào để vẫn mang đến lợi ích cho họ mà không tổn hại đến cái mối quan hệ của người A với người B. Cũng không làm ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa mình và người B. Có rất là nhiều chuyện gọi là rất khó để chọn được cái thời điểm để chia sẻ, và nó cũng có nhiều cách để giải quyết được vấn đề chứ không cần phải đi vào trực tiếp với vấn đề đó. Cho nên là đây là dưới góc nhìn của em, có thể cũng sao. Cảm ơn chị Trang. Ai đặt câu hỏi tiếp nhỉ? Liên nhá. Liên là dưới chị Trang luôn này. Liên có 3 câu hỏi. Câu số 1 là làm thế nào để vượt qua những ngày buồn chán này? Đôi khi cảm thấy tụt mút không muốn làm gì, anh làm thế nào vượt qua nó? Anh biết từng biết ơn điều gì nhất trong cuộc đời mình? Em muốn anh hỏi không? Em
Câu thứ nhất là làm thế nào để vượt qua được những ngày buồn chán? À. Vượt qua được những ngày buồn chán thì chia sẻ với mọi người như thế này. Chắc hẳn là anh chị em chúng mình ấy, thì ai cũng đã phải trải qua không phải là một ngày buồn chán mà đôi khi nó là những chuỗi ngày buồn chán. Có đúng không ạ? Nhưng mà đây là dưới góc nhìn của anh đấy nhá Liên nhá. Đã rất là lâu rồi anh không còn một cái ngày nào buồn chán cả. Rất là lâu rồi. Và anh mới nhận ra là cái việc mà đầu tiên là cái việc mà buồn chán hay là gọi là nhàm chán. Nhàm chán nó có phải một dạng của bất như ý không? Nhàm chán nó có phải là một cái bất như ý nhưng nó ở một cái thể khác nhẹ hơn không? Có nghĩa là chưa hẳn là đến bất như ý nhưng mà nó level thấp dưới bất như ý. Và có phải là cái nhàm chán này nguyên nhân nó cũng đến từ một cái mong cầu nào đấy. Và cái nhàm chán này hay buồn chán này nó xuất phát nó đến từ cái việc gì? Đây là dưới góc nhìn của anh ấy. Anh đang nhìn anh thôi, anh đang kể chuyện của anh thôi. Có thể nó không liên quan đến của em. Và có thể là nó đúng hoặc sai nhé. Nhưng mà đối với anh ấy, những khi mà anh buồn chán hoặc khi anh nhàm chán là những khi mà anh đang sống cho bản thân anh. Anh đang sống vì lợi ích của mình. Anh đang sống cho chính mình. Nhưng bản thân là từ khi mà anh tìm ra được nó gọi là gì? Anh gọi tên là đây là gọi là tìm ra được một cái lẽ sống, tìm ra được một cái mục đích sống và mình gắn được cái trách nhiệm của mình vào cái đó thì không còn một ngày nào buồn chán. Đây, ví dụ bây giờ anh chỉ nói cho Liên như này. Ví dụ bây giờ là anh đang cố gắng để bản thân anh tốt hơn chính mình mỗi ngày. Và việc này nó không chỉ mang lại lợi lạc cho ý bản thân anh mà nó còn đang mang lại hạnh phúc cho vợ anh, mang lại một cái tương lai tốt đẹp và phần nào giúp con anh trở thành cái người tử tế hơn trong tương lai. Bởi vì anh đang làm những cái nó tốt đẹp tại thời điểm hiện tại và anh đang cố gắng trở thành một cái tấm gương cho gia đình, ví dụ như là bố mẹ, vợ, anh chị em, anh chị gái ruột và anh rể, em trai vợ và cả em dâu, hai vợ chồng phải hạnh phúc với nhau thì để cái gì? Những cái người trong gia đình của mình ấy, đang cặp đôi vợ chồng đấy, họ nhìn vào mình họ cũng cảm thấy và họ nhìn vào mình họ có những bài học. Anh đang cố gắng làm sao mà anh trở thành một cái người cha, gọi là trở thành một cái người cha có trách nhiệm, đồng hành với con trong việc lớn lên để có thể là các con các cháu trong gia đình nó có một cái tuổi thơ sau này nó trở thành người tử tế. Không biết nó có thành tài hay không nhưng mà mình bằng cái sức của mình sẽ cố gắng biến nó trở thành những người tử tế. Và anh cố gắng dành cuộc đời này nó biến nó trở thành một cái cuộc đời của một cái người sống không hoài phí, gọi là sống có ích cho bản thân mình, cho gia đình và cho mọi người. À, cho nên là khi mà anh gắn cái trách nhiệm của anh vào những cái thứ đấy thì anh không còn thời gian để buồn chán. Anh không còn thời gian để buồn chán bởi vì anh không vì bản thân mình được. Nó sẽ buồn chán như này. Ví dụ trong trường hợp mà như ngày trước chẳng hạn, anh còn tham gia vào những cuộc chơi cũng vui thì khi chơi vui cảm xúc nó lên thì đến lúc mà nó xuống tự nhiên cảm thấy buồn chán, tự nhiên cảm thấy nhàm chán. Thích đi đôi giày đắt tiền, thích mua đôi đồng hồ đắt tiền, thích đi cái xe thì tự nhiên là mình sở hữu những cái thứ đấy rồi thì tự nhiên là đến một cái ngưỡng là mình cảm thấy nhàm chán bởi vì những cái đấy nó phục vụ mình, những cái đấy phục vụ những cái nhu cầu của mình, những cái mong muốn của mình, những cái lợi ích của mình. Nhưng đến bây giờ khi mà chia sẻ với mọi người mình tìm ra được một cái mục đích sống, mình tìm ra được cái lý do tại sao mình sống, mình tìm được cái lý do tại sao mình làm việc rồi thì nó không còn nhàm chán. Không còn nhàm chán. Ăn chay thì đâu có nhàm chán. Chứ là ăn, thực sự ăn uống rất là hạnh phúc, rất là ngon. Và bây giờ không bia không rượu, thực sự rất là hạnh phúc bởi vì mình có được một cái sức khỏe và thể trạng rất là tốt. Mình còn đang làm gương mỗi ngày, mình nhìn thấy con mình đến lớp nó khoe với các bạn, nó khoe với cô. Bố tớ ăn chay và bố tớ không hút bị uống, không uống bia, không hút thuốc và sau này tớ cũng như vậy. Thật ra là những cái đấy nó khiến cho mỗi một ngày anh kỷ luật với bản thân nó trở nên nó có ý nghĩa và anh không còn nhàm chán nữa bởi vì là mình luôn luôn có cái trách nhiệm và cái sứ mệnh của mình trên vai mình với những người xung quanh. Để làm thế nào để giải quyết cái việc nhàm chán đó thì mình hãy cắn, mình hãy tìm ra nó giống như này em này, tìm ra một cái mục đích sống ấy. Có thể là em nhỏ tuổi
Nhưng mà anh rất là hy vọng em và tất cả mọi người tìm ra được cái lý do tại sao mà mình sống. Nó giống như một cái điểm em bắt Grab. Không thể nào mình cứ vòng vòng ngoài đường mãi được. Mình không thể nào mình cứ lạc hướng mãi được. Mình phải tìm đến một cái điểm. Ví dụ như tôi muốn đi từ điểm A đến điểm B. Điểm B là điểm tôi muốn đến. Điểm B là cái điểm mà nó giúp tôi tốt hơn. Điểm B nó là cái điểm mà nó khiến tôi sống có ích hơn và giúp đỡ nhiều người hơn. Đó. Thì mỗi một ngày ấy, em đi từ cái điểm là A cộng 1, A cộng 0.1, A cộng 0.2. Và mỗi một ngày em bước, em biết em phải đi về đâu. Em không bị lạc hướng. Và em không cảm thấy nhàm chán nữa bởi vì em có mục tiêu. Chúng ta nhàm chán là bởi vì chúng ta không có mục tiêu. Chúng ta nhàm chán là bởi vì chúng ta đi ra đường chúng ta không biết chúng ta phải đi đâu. Nếu chúng ta có mục tiêu rồi ấy, và chúng ta cố gắng mỗi một ngày chúng ta sửa đổi bản thân, chúng ta khiến bản thân mình tốt hơn so với chính mình, có thể cuộc đời này khi chúng ta kết thúc cuộc đời chúng ta không đến được với đích. Rất có thể mục tiêu nó đủ lớn để chúng ta không thể nào đến đích được trong cuộc đời này, nhưng ít nhất chúng ta đã đi được. Muốn đưa người khác đi về phía ánh sáng, mình phải đi trước. Thì đây là cái mà cái mục đích sống của anh, cái lẽ sống của anh. Muốn người khác tốt lên, anh muốn mẹ anh sống phần đời còn lại hạnh phúc hơn. Anh muốn bố mẹ vợ, anh chị em ruột thịt, em trai vợ anh với cả em dâu hạnh phúc hơn. Thì bây giờ anh phải hạnh phúc thì anh mới cho người khác được hạnh phúc. Anh phải bình an thì anh mới mang được cái bình an đến cho người khác. Anh phải dạy được con anh thì sau này anh ngồi với một ai đó thì anh mới có thể chia sẻ được cái cách làm của anh. Anh phải đi về phía ánh sáng trước thì anh mới dẫn người khác đi về phía ánh sáng được. Thì ánh sáng đây nó đơn giản là gì? Tốt hơn so với chính mình. Mình tốt hơn chính mình mỗi ngày thì anh đi về ánh sáng. Thì đấy là cái câu trả lời của anh dựa trên cái câu hỏi của em. Không biết là em có muốn hỏi thêm gì sau khi trả lời như vậy không? Rồi, ok. Hy vọng là nó sẽ giúp em. Bằng cái góc nhìn của anh nó sẽ mang lại một chút gì đó giá trị cho em. Tiếp theo là Linh đi, Linh 2K4 đi. Linh 2K4 có đặt câu hỏi của anh không? Ở đây rồi. Điều mà anh cảm thấy hối hận nhất là gì này? Những lúc cảm thấy khó khăn nhất anh làm thế nào để vượt qua nó? Và khi biết bản thân bị lừa dối anh đã làm thế nào để đối diện với nó? Em muốn anh hỏi anh câu nào? Và đúng không? Khi biết bản thân bị lừa dối anh đã làm như thế nào để đối diện được với nó? Khi biết bản thân mình bị lừa dối làm thế nào để vượt qua nó? Thì đầu tiên đấy, đây nó không phải là nói gọi là sách vở nhé, nhưng đây là gọi là bản thân, đây là anh nhé. Khi mà biết mình bị lừa dối, có thể là anh chưa trải qua cái điều đó, nhưng nếu anh trải qua cái điều đó chưa hết là anh phải lừa dối đấy. Người ta sẽ không thể lừa dối được mình nếu mình không cho người ta có cơ hội để người ta lừa dối. Đầu tiên phải nhận lỗi, mình không thể đổ lỗi được. Cái câu chuyện là khi biết người ta lừa dối mình ấy, thì nếu cái phần anh phải nói Linh là phần lớn chúng ta sẽ có một cái phản ứng ở đây là gì? Là chúng ta đổ lỗi là người kia lừa dối mình thật nhiều. Anh không muốn nói là rất nhiều. Cái việc đầu tiên chúng ta làm là đổ lỗi mình như thế này mà người ta lừa dối mình. Mình đã làm tất cả những gì tốt nhất có thể người ta đã lừa dối mình. Thật ra cái việc là lừa dối đấy là mình đang gián tiếp cho người ta cái cơ hội để lừa dối mình. Thì mình phải nhận lỗi trong việc này. Mình nhận lỗi với chính mình nhé, không cần phải nhận lỗi với người đó đấy nhé. Nhưng mình phải nhìn thấy cái lỗi của mình. Bởi vì chính cái thời điểm mình nhìn thấy được cái lỗi của mình thì đấy nó là cái khoảnh khắc mình nhận ra được bài học để mình trưởng thành hơn sau cái lỗi lầm. Chứ nếu mà mình không nhận lỗi nhá thì rất có thể người sau đó họ lại tiếp tục lừa mình đúng theo cái cách mình chứ. Cái mục đích của cái việc nhận lỗi nó giống như này em này. Khi mà em đi qua mà em bị vấp chân, em ngã xuống cái ổ gà ấy, mài đầu gối, bị sứt đầu gối. Thì cái việc nhận lỗi ở đây là gì? Là em đứng đây, em quan sát nó, em nhìn nó. Và em biết được là ở đây nó có một cái hố. Một là em sẽ đánh dấu bằng cành cây để lần sau em đi qua đây không bị nữa. Hai là em làm cái gì đấy để em chát, em lát, em đổ vào để lần sau chính bản thân em và những người khác người ta không bị sụp hố gà nữa nếu người ta đi qua đây. Thì đấy nó là cái lý do tại sao chúng ta phải nhận lỗi. Nhận lỗi với chính mình để mình có được một cái bài học. Và khi mình nhận lỗi thì mình sửa lỗi. Còn tiếp theo không được quên, đấy là phải biết ơn cái sự việc nó đã xảy ra. Bởi vì nếu mà người ta không lừa dối mình
thì mình sẽ không biết là mình dễ bị lừa dối đến mức độ như vậy. Và nếu mà người ta không lừa dối mình thì mình sẽ không biết là mình mạnh mẽ để mình có thể vượt qua được cái điều như vậy. Hãy nghĩ đến một cái hình ảnh này, là một cái mạng nhện này. Khi một con nhện nó răng tơ rất là đẹp, không có con ruồi, một châu chấu, con muỗi thì nó mới đậu vào, nó răng. Con nhện nó ngay lập tức nó mu vào, nó quấn. Nó ăn thịt. Sau khi nó ăn thịt, nó đẩy cái xác đấy ra khỏi cái mạng nhện. Và cái mạng nhện nó bị thủng. Và con nhện nó lại làm một cái việc là nó lại răng, nó đan vào đúng cái chỗ thủng đấy. Và mọi người biết được gì xảy ra. Chính cái chỗ mà sửa nó ấy, cái chỗ sửa cái thủng nó ấy, lại là cái chỗ có kết cấu chắc nhất trong cái mạng nhện sau cái thời điểm đã sửa. Thì cái điều đấy nói lên điều gì? Có nghĩa là gì? Trong cuộc sống chúng ta không thể tránh được những lúc mà chúng ta bị lừa dối, không thể tránh được những lúc chúng ta thất bại hoặc chúng ta sai lầm. Nhưng cái quan trọng nhất ở đây ấy, là sau mỗi sai lầm, sau mỗi thất bại, sau mỗi lần bị lừa dối như vậy thì chúng ta nhận được bài học để sau này chính cái chỗ đấy nó lại là cái chỗ mà vững chắc. Bản thân chúng ta kiên cường nhất, mạnh mẽ nhất. Và rất có thể nó không chỉ tốt cho chính chúng ta mà sau này chúng ta có thể giúp được những người khác đã từng bị ở trong cái trạng thái như chúng ta. Hoặc là chính là những đứa con, những người thân để chúng ta dạy họ cách vượt qua được những điều đó. Nhớ chấp nhận nhá. Trước hết là mình phải chấp nhận nó. Nó là vấn đề của mình, lỗi thuộc về mình. Nhận lỗi để sửa lỗi. Tiếp theo là biết ơn nó bởi vì nó mang lại cho mình những giá trị. Nó giống như một cơn mưa ấy. Nó có thể đối với những người nó là bẩn thỉu, nó có thể nó là nhơ nhớp, nhưng đối với những người nó là một cái sự mát mẻ, nó là cái việc là phải không phải tưới cây. Thì một cái sai lầm nó xảy đến ấy, thì nó đều có cái mặt tốt và mặt dở. Mặt dở ở đây là chúng ta phải có học phí, chúng ta trang trải cho nó. Đó là gì? Tiền mặt, máu, nước mắt và thậm chí là tài lực, tất cả những thứ đó. Nhưng nó cũng mang lại cho chúng ta những giá trị. Thì đấy là cái câu trả lời của anh để dành cho câu hỏi của em nhé. Tôi bị phục tình à? Không biết là anh trả lời như thế có thỏa mãn cái câu hỏi của em không? Rồi, ok, cảm ơn em. Tiếp theo là đến Khánh Huyền rồi đúng không? Chưa. Khánh Huyền chưa à? Anh hỏi Khánh Huyền nhé. Khánh Huyền như ở cuối là ông nhà Trang này. Vâng, Khánh Huyền gần cuối. Linh Nguyễn là rồi, Vương Thư. Khánh Huyền là gần Vương Thư nhé. Đấy rồi, Khánh Huyền đó anh ta đánh 3 câu hỏi, có nhớ 3 câu hỏi gì không? Em có. Thì em muốn hỏi câu nào? Điều gì khiến anh tự tin nhất ở bản thân? Chính là còn con vợ rất ghê sự. để mà nói là điều gì mà khiến anh tự tin nhất thì đấy chính là kỷ luật. Có lẽ là kỷ luật nó là cái thứ mà là mạnh nhất của anh. Có nghĩa là khi mà anh biết được cái điều gì mà nó tốt cho anh, nó tốt cho những người xung quanh anh thì anh làm nó bằng tất cả những thứ anh có, quay không dừng lại. Huyền nhớ giúp anh này, anh luôn luôn tự nhắc nhở bản thân của anh này, đi nhanh có nghĩa là đi chậm nhưng không dừng lại. Cái từ không dừng lại ở đây nó chính là kỷ luật. Cái từ đi chậm ở đây có nghĩa là luôn phải đi, có nghĩa là gì? Đi nhanh có nghĩa là mình đi chậm nhưng không bao giờ dừng lại. Và cái mạnh nhất của anh tự đánh giá anh là kỷ luật. Như em có thể thấy, tại thời điểm này đúng không? Anh là một thanh niên 35 tuổi, vẫn còn rất là trẻ, đúng không? Có được một vài những cái thứ trong cuộc đời này, nhưng anh đã đi chọn cái con đường này thì anh chuyển ra anh dạy. Tuần trai không ăn không dịch ra động vật, không bia không rượu. Bởi vì sao? Bởi vì đây nó đang là một cái tiến trình anh tự sửa đổi bản thân anh để trở thành một cái người mà tốt hơn so với chính mình. Anh không so sánh anh với bất cứ ai cả. Nhưng anh so sánh anh của ngày hôm nay với anh ngày hôm qua. Thì anh làm những cái việc. Một là gì? Anh nhắc nhở là gì? Có 4 cái điều là gì? Cái điều gì nó đang tốt ở trong mình ấy, thì mình tăng trưởng nó, mình duy trì nó. Cái điều gì mình chưa tốt ấy, thì mình phải cố gắng mình làm tốt. Cái điều gì xấu ở bên trong mình ấy, thì mình phải diệt đi, mình phải xóa đi. Và cái điều gì xấu mà nó chưa đến với mình ấy, thì mình phải ngăn sắp lại. Trở thành một phần của mình. Thì cứ với một cái tiến trình như vậy, cứ mỗi một ngày sửa một chút, sửa suy nghĩ của mình một chút, sửa lời nói của mình một chút, sửa hành động của mình một chút, thì có nghĩa là gì? Mỗi một ngày anh đang tốt hơn chính anh một chút.
một chút đấy nó dù chậm thôi nhưng anh không bao giờ dừng lại, nó sẽ khiến anh trở thành đi ngay. Ở đây có thể thấy được là như chị Quyên, như chị Trang, như Hoa cũng đồng hành với ở Thiếu Tiên cũng rất là lâu, gần chục năm, như Hoa cũng gần chục năm rồi. Thì Hoa có thể thấy được từ ngày đầu gặp Hoa đến bây giờ, có thể thấy được mỗi một ngày mình đang tốt hơn so với chính mình, và nó là sự thật chứ nó không phải sách vở, nó là sự thật chứ nó không phải là lời nói, và nó không dừng lại. Bởi vì không có cái gì hoàn hảo trong cuộc đời này, bất cứ cái thứ gì nó cũng đều có thể tốt hơn. Và tại sao mà mình lại có thể mình nỗ lực để mình làm cái việc đó một cách bền bỉ, là bởi vì mình biết được là mình làm cái việc này không phải vì bản thân mình. Đương nhiên nó mang lợi đến lợi lạc cho mình, nhưng mà để duy trì nó là phải cần có một cái kỷ luật rất là sắt đạt. Nhưng cái động lực của mình rất là lớn là bởi vì mình mang đến cái lợi ích rất nhiều cho những người trong lòng, đặc biệt những người yêu. Bây giờ thử hỏi chị Quyên, thử hỏi các chị em ở đây, nếu mà bản thân là Tiến không phải là cái người mà đang cố gắng sửa đổi bản thân mình để tốt hơn mỗi ngày, không phải là cái người mà dám nhận lỗi, chịu nhận lỗi để sửa bản thân, không phải là cái người mà luôn luôn biết ơn mọi thứ trong cuộc đời này, không phải là cái người mà làm mọi thứ cùng nhau, cùng vợ, cùng con, cùng mọi người, và không phải là cái người cố gắng lan tỏa những cái điều tốt đẹp, không phải là cái người mà nỗ lực học tập, rèn luyện bản thân để phát triển, thì có đứng được ở đây để nói những điều này với mọi người? Mọi người ngay lập tức mọi người sẽ có những cái rào cản về tâm lý mọi người này. Mày có làm được không mà? Và cho đến khi mình đã làm được rồi và mình nói những cái thứ mình làm được, thì rất có thể nó sẽ trở thành một cái giá trị, nó trở thành một cái tấm gương để mọi người tốt hơn. Và cái cách tốt nhất để giúp mọi người tốt hơn đấy là chính là biến bản thân mình trở thành tốt hơn, bởi vì mình không thay đổi được mọi người. Đấy là cái điều mà anh tự tin nhất, nó là kỷ luật. Chúng ta không thể nào làm một cái điều gì nó đủ lớn lao nếu chúng ta không bền bỉ. Tất cả những cái gì nó tốt đẹp nó không xảy ra tại một thời điểm, nó là cả một cái hành trình, một quá trình. Và như em có thể thấy được, Việt mấy năm em có thể thấy được là chỉ thấy nó đơn giản cái mối quan hệ của anh chị ngày càng tốt đẹp. Và khi mà anh chị tốt đẹp, hòa khí ổn, tự nhiên là nó là môi trường sống tốt cho con, thế là bố mẹ từ đấy mà trở thành gắn kết với nhau, yêu thương nhau, anh chị em mọi người. Và đôi khi nó cũng chính là một cái tấm gương cho các anh chị em ở trong công ty mà khi chưa có gia đình. Đấy là cái mà anh đang làm và anh đang luôn cố gắng. Và đấy là lý do vì sao mà anh không cảm thấy buồn chán giống như câu hỏi của Lê. Không biết là có thỏa mãn được câu hỏi của Viên không? Có anh ạ. Ok, anh em. Anh thử lắc đầu đi. Lắc đầu thì phải chịu thôi bởi vì nó còn có sai mà, đúng không? Nào bây giờ anh hỏi đến Nhung Khánh nhé, Nhung Khánh với lên. Nhung Khánh có 3 câu hỏi. Nhung muốn hỏi anh câu hỏi nào? Làm sao để công nhân hạnh phúc kể cả khi kinh tế không bền vững? Không vững. Nên làm gì khi bà nội chiều cháu quá và tạo thói quen hư lên cháu? Và 3 là mục đích chúng ta làm việc với công nhân để làm gì? Em muốn hỏi câu nào? Câu thứ 3. Thứ 3 đúng không? Mục đích chúng ta làm việc và cống hiến để làm gì? Mục đích chúng ta làm việc và cống hiến để làm gì? Thì nó tựu chung nó cũng giống như cái mà câu mà đây là dưới góc nhìn của anh nhé. Nó có thể đúng hoặc sai, có thể đúng là sai. Nhưng mà mục đích sống và mục đích làm việc để cống hiến thì trước hết là như này này. Trước hết anh nói về cái em hỏi là mục đích sống và mục đích làm việc đúng không? Mục đích anh phải làm rõ câu hỏi trước khi anh trả lời. Mục đích chúng ta làm việc và công hiến, thì đây nó đang ở cái khía cạnh là công việc. Mục đích làm việc và công hiến để làm gì? Thì trước hết là gì? Em phải tìm ra được một cái lý do, một cái câu hỏi là tại sao mình lại làm việc ở cái nơi này, và nơi này mang lại cho mình điều gì. Ví dụ như anh ấy, anh kể cho em một câu chuyện là bản thân, mọi người ở đây có thể có chị em biết, có thể không, bản thân Tiến ngày xưa từ một cái gọi là một cái cậu đem đuốc đem đúa rồi lem nhem ngồi bán ngô nướng ngoài đường, ngồi bán mực ngoài đường,
đó, xong rồi trở thành một cái cậu thanh niên đi chở cái thùng thuốc lá thôi, sau chở mỗi ngày 100-200 cây đi bán, sau đó là lên những cái vị trí giám sát quản lý một vài quận, quản lý nửa cái Hà Nội, quản lý miền Bắc, chuyển sang ca cộng cũng quản lý toàn bộ khu vực phía Bắc. Thì bây giờ thì mỗi một khi mà anh làm việc ở những cái nơi đó thì anh tự đặt cái câu hỏi là mình nhận được cái giá trị gì ở cái nơi này, cái giá trị ở cái nơi mình làm việc nó không phản ánh qua những cái thứ mình được nhận về mặt vật chất ở đây là gì, có thể là câu chuyện về tiền bạc, tiền lương, tiền thưởng. Bởi vì thật ra nếu mà chúng ta coi cái việc mà chúng ta được nhận lương mỗi tháng nó là cái giá trị chúng ta nhận được ở tổ chức ấy, thì nó không phản ánh được hết và nó chỉ là một phần. Và nếu mà trong trường hợp mà anh mà luôn luôn nhìn vào những cái thứ mà anh nhận được từ công ty thuốc lá đến đại diện các cộng, ngày xưa đại diện các cộng nhé, làm với các chị Quyên gần 2 năm trời không có ngày nghỉ thứ bảy, mặc dù công ty cho nghỉ thứ bảy nhưng mà anh gần như đây có chị Cún làm chứng, gần như cái quy mô tất cả mọi thứ chia sẻ với mọi người là nếu mà Tiến không làm 2 năm các cộng thì chắc hẳn là cũng không có đủ những cái vốn liếng để có thể là cùng với đi cân phát triển cho mọi thứ nó nhanh như vậy. Có thể nó vẫn có thể phát triển, nhưng có thể là bằng những cái gì mình học được các cộng thì mình giúp nó nhanh, bằng những cái gì mà cái sự nỗ lực của bản thân mình trong quá trình mình làm thuốc lá nó giúp cho mình có một cái nhìn nó thấu suốt hơn. Cho nên là lý do để mình làm việc và mình tận hiến thì mình hãy nghĩ là tất cả những cái điều đó mình làm cho chính bản thân mình, và khi mình làm cho chính bản thân mình nỗ lực mình tất cả mọi thứ ấy, thì mình sẽ không còn cái sự nhàm chán nữa. Và cái quả là cái gì, cái việc là mình mang lại lợi ích cho tổ chức ấy, nó chỉ là một cái quả của những cái việc mà mình cố gắng mình nỗ lực từng chút một. Nhưng giả dụ chia sẻ với mọi người là giả dụ là trong khoảng thời gian nên mọi người thấy là 2 năm dịch bệnh rồi đến bây giờ sau dịch bệnh kinh tế suy thoái rồi lạm phát, thì có thể là cái nguồn khách của chúng ta nó đang chưa được, nó không được như năm trước, nó đang ảnh hưởng ít nhiều đến cái thu nhập của không chỉ chị em chuyên gia mà còn tất cả các phòng ban khác. Nhưng mà chả nhẽ là bây giờ vì cái việc là mọi thứ nó khó khăn cho nên là bây giờ chúng ta lại nhận được bao nhiêu, chúng ta chỉ làm bằng công sức của chúng ta bấy nhiêu thôi, thì thật ra nó cũng không vấn đề gì cả. Có thể là cái phòng ban đó và tổ chức đó họ sẽ kém đi theo đúng những cái gì nó đang diễn ra ở bên ngoài kia, nhưng nếu là Tiến ấy, thì Tiến sẽ không làm như vậy, bởi vì vẫn là cái thời gian làm việc đó. Tại sao mình đang không tận dụng cái môi trường làm việc này, mình không tận dụng cái vị trí làm việc này để mình khiến mình trở thành cái người tốt hơn trong cái khía cạnh công việc, trong cái khía cạnh cuộc sống, có rất là nhiều khía cạnh để mình có thể tốt hơn. Và rõ ràng là đi cây này thì nếu bạn đây bạn đây là Tiến nhé, nhận được rất nhiều từ đi cây, hai vợ chồng nhận được rất nhiều từ đi cây, không chỉ là cái việc là tạo ra giá trị và nhận lại giá trị mà mình còn đang được làm rất là nhiều những cái việc có ý nghĩa, học rất là nhiều từ những cái anh chị em đồng nghiệp, làm được rất là nhiều những cái điều mà nó tốt đẹp như thế. Và bản thân mình khi mình gắn trách nhiệm của mấy chục con người, gần trăm con người là lên trên vai mình thì mình trưởng thành để mà gọi là mục đích làm sao mà mình phải để công hiến, thì anh nghĩ là cái việc gì mà mình làm lợi người mà không lợi mình đừng làm. Bởi vì khi mình làm lợi cho người mà mình không làm lợi cho mình thì mình rồi sẽ đến một cái lúc nào đó mình không còn đủ cái năng lượng và nguồn lực để mình làm. Bởi vì mình luôn luôn mình cho rằng là cái việc này mình cống hiến, mình tận hiến và mình sẽ dần dần sẽ bị cạn. Nhưng cái việc gì mà mình làm mà lợi mình lợi người thì làm. Lợi mình mà không lợi người thì thận trọng. Bởi vì nó là câu chuyện là chỉ vì mình. Lợi mình lợi người. Nhưng ngày xưa anh làm cao cộng ấy, anh nói thật sự luôn là lương ca cộng trả cho em không đủ cái công em làm. Nhưng chị Quyên đấy làm với anh 2 năm xây dựng cái kênh siêu thị điện máy ấy. Em không rõ những cái anh trước ví dụ như anh Hiệu hay là những anh trước anh Thành có thể là làm như thế nào tốt đến đâu, nhưng mà em dám nói là cái thời điểm em làm bằng, có nghĩa là em đã làm bằng tất cả những thứ mà em có, thời gian, công sức, nguồn lực, kinh nghiệm, thậm chí bỏ cả tiền ra để làm, tài lực của mình không cần cờ lên về, nhưng thực ra mình tận dụng cái môi trường đó, tận dụng cái khó khăn đó, mình để mình rèn luyện cái con người mình để mình tốt hơn. Và khi mình tốt hơn ấy
khi mình đẩy con người mình trở nên tốt hơn ấy, thì tự nhiên những cái thứ xung quanh mình sẽ tốt. Cái điều đấy là đương nhiên, nó sẽ xảy đến là gì? Tự nhiên là đến một thời điểm đối tác mời về làm áo dài clip, tự nhiên đến một thời điểm hai vợ chồng có cái cơ hội làm nghỉ cả cộng luôn về nhà. Công việc nó chỉ là một cái thứ, nó là một cái công cụ giúp chất lượng cuộc sống được cải thiện. Nhưng nó nhớ giúp anh là gì? Cái việc gì lợi mình lợi người thì mình làm. Và trong cái quá trình công việc này thì em vẫn đã có rất là nhiều cái cơ hội để em khiến cho bản thân em tốt hơn. Và tất cả những cái gì mà nó về mặt con số ấy, thì nó đang chỉ phản ánh về câu chuyện là về cả khách quan lẫn chủ quan. Nhưng mà mình còn đang nhận rất là nhiều giá trị từ cái nơi mình làm. Em có muốn hỏi thêm gì sau khi anh trả lời như vậy không? Hy vọng là nó mang lại cho em một góc nhìn nào đó. Đến Linh Nguyễn. Anh mời Linh Nguyễn. Linh Nguyễn là có hỏi anh ba câu. Câu thứ 2 đúng không? Linh hỏi câu thứ 2 là có những điều mình muốn chia sẻ ra nhưng sợ là phật ý người khác. Nhưng nếu không chia sẻ ra thì tâm tư của mình sẽ rất khó chịu trong lòng và điều đó làm bản thân mình trở nên mệt mỏi. Vậy thì làm sao cho đúng? Có những cái điều mà mình muốn chia sẻ ra nhưng lại sợ làm phật ý người khác. Và nhưng nếu không chia sẻ thì tâm tư của mình sẽ rất khó chịu trong lòng. Không chia sẻ thì sẽ bị mệt mỏi. Thì bây giờ là anh hỏi Linh nhé. Có những cái điều mà mình chia sẻ ra mà mình làm phật ý người khác là em tin là em chia sẻ ra thì nó sẽ là phật ý người khác luôn. Thực ra là có những cái mà mình chia sẻ ra, có người ta đón nhận một cách rất tích cực, nhưng có những người ta kiểu người ta phản bác lại luôn ấy. Người ta làm một cái rào chắn để mình không thể chia sẻ được với người ta nữa. Ví dụ như là nói ra người ta bảo là tao có như thế đâu, tao thấy là thế kia, hoặc là mày lúc nào cũng thế, kiểu đấy. Bây giờ anh hỏi Linh nhé. Khi mà mình chia sẻ, anh hiểu được cái việc là mình đang thấy được một cái điều gì đó để giúp cho người ta tốt hơn, đúng không? Em đang quan sát thấy được điều mà cái người kia có thể tốt hơn. Và nếu mà em không cung cấp cho họ thì em sẽ cảm thấy khó chịu, bứt rứt. Bởi vì sao? Bởi vì mình đang cảm thấy là mình đang chưa làm đúng cái gì mình muốn. Rõ ràng mục đích của mình là muốn tốt cho họ, đúng không? Nhưng khi mình nói ra là họ phật ý. Vậy thì vấn đề nó đang nằm ở người ta hay đang nằm ở mình? Vấn đề nó đang nằm ở người ta không đón nhận những cái điều đó, hay là mình đang chọn sai cách? Thực ra thì tất nhiên là mỗi người sẽ có một cách góp ý riêng ấy ạ. Và mỗi người sẽ có một cách đón nhận riêng. Nhưng mà kiểu khi mà mình góp ý với một người khác thì người ta đón nhận rất là hoan hỉ và người ta kiểu biết ơn mình. Nhưng mà đối với một người khác nữa, mình góp ý thì người ta lại kiểu luôn phản bác nó. Bây giờ anh chỉ chia sẻ với em như này này. Em hãy coi cái việc là cái người mà được em góp ý ấy, họ nhận lấy và họ rất là biết ơn em, là bởi vì họ hiểu được là gì, trong cuộc đời này không phải ai cũng dành thời gian để giúp mình quan sát, giúp mình tốt hơn. Nhưng thật ra là gì, có những người như vậy nhưng cũng có những người khó hơn. Có những cái người là họ không có thói quen nhận lỗi. Thì nếu anh là Linh ấy, anh sẽ làm như thế này. Mục đích của mình là tốt nhá, mình muốn góp ý họ nhá, mục đích của mình là tốt nhá. Nhưng nếu mình chọn cách này mình làm, nó không mang lại kết quả, thì mình đổi cách, hay là mình không nói nữa. Bất cứ cái quyết định nào của mình ấy, thì nó đều mang lại một cái kết quả khác nhau. Khi mà mình không nói nữa thì có nghĩa là mình chịu thua nó, và bản thân người kia cũng không có cơ hội để tốt hơn, hoặc thậm chí là nó sẽ ảnh hưởng tổn hại đến cái mối quan hệ, bởi vì mọi thứ nó chưa được giải quyết. Nhưng nếu mà mình cố gắng mình tìm một cái cách khác tốt hơn ấy, thì có nghĩa là gì, mình đang giúp chính bản thân mình trở nên tốt hơn. Nếu mình vượt qua, hãy coi nó là một cái bài toán khó để mình giải quyết. Hãy coi nó bài toán khó và hãy coi cái người đó là một cái người đáng thương. Anh hay nghĩ như này em này. Xung quanh anh, chia sẻ với cả Linh là xung quanh anh có rất là nhiều người đáng thương. Trong đó có mẹ anh. Trong đó có
chị gái ruột của anh, trong đó có cả em vợ anh, trong đó có cả những đứa cháu của anh, có cả chị dâu của anh nữa. Rất đáng thương. Không phải đáng thương trên phương diện là như nào đâu nhá, nhưng mà mình thương họ là bởi vì có những cái thứ mình góp ý cho họ, nhưng không phải cái gì họ cũng hiểu. Anh hiểu được cái cảm giác của em đó. Nhưng mà chẳng lẽ bây giờ mình góp ý cho họ mà họ không hiểu được và mình bó tay, mình chịu thua. Cái việc mình chịu thua nó cũng là một cái cách giải quyết, nhưng mà nó không mang lại lợi ích cho họ, và nó khiến cho bản thân mình chỉ giữ lại, và nó minh chứng là cái tình thương của mình ấy, dành cho họ chỉ đến như vậy. Nếu mà mình tình thương của mình nó lớn hơn cái điều đó thì mình sẽ tìm ra cách. Em hãy nhớ giúp anh là nếu mình muốn mình sẽ tìm ra cách, nếu mình không muốn mình sẽ tìm ra rất nhiều lý do. Nếu tình thương của mình đủ lớn, nếu mà mình thực sự muốn họ tốt lên thì cách này không được, mình sẽ lựa cách khác. Và anh đã nói rồi, cái câu chuyện ở đây là cái góp ý ba đúng đấy, đây là cái đúc kết của bản thân anh. Chọn đúng thời điểm với một cái người như vậy lại càng phải đúng thời điểm. Khi một cái sự việc nó xảy ra rồi, khi mà nó lắng xuống rồi, khi có thể là khi họ quên cái sự việc đấy rồi, thì đấy nó là thời điểm tốt. Bởi vì khi mà họ, những cái người như thế, cái cảm xúc của họ có thể là lên lên xuống xuống. Giả dụ ví dụ như là bác Phương quản gia đấy, hay là chị Hoàng Hồng Hoa đấy, đúng không? Cảm xúc có thể là rất là nhiều cảm xúc, thì mình chọn cái lúc mà họ tỉnh táo nhất, họ cân bằng, mình lựa thời điểm đó. Mình chọn một cái bối cảnh, mời họ đi cà phê, ngồi riêng với họ trên đường đi làm về, hoặc là một cái thời điểm nào đó chỉ có mình với họ, một cái bối cảnh nó phù hợp. Và quan trọng nhất là đúng cảnh. Chia sẻ, ví dụ như anh nói với Linh là như này, sự việc vừa rồi xảy ra như thế, anh cũng đã từng nói chuyện với Linh, hai anh em mình đúng không, ngồi trên này, ngồi, sự việc nó xảy ra như vậy, đây là dưới góc nhìn của anh, nó có thể đúng hoặc sai. Anh không dán nhãn gì cả, nhưng mà đây nó dưới góc nhìn của anh, và anh cảm thấy rằng là anh phải có trách nhiệm để anh chia sẻ với em góc nhìn của anh. Nó có thể đúng hoặc sai, nếu mà nó sai thì em giúp anh em sửa nó. Còn nếu mà trong trường hợp mà em cảm thấy nó có thể là nó có hợp lý thì em hãy lắng nghe nó và quan sát. Nếu mà nó mang lại cho em một chút gì giá trị thì đó, thì em hãy giữ nó lại. Và sự việc nó xảy ra như này, anh đang thấy như này. Và em nhớ cho anh nhé, để mà mình góp ý một ai đó nhé, hãy giúp họ, cho họ thấy được cái nhân quả, cho cái kết quả của cái việc đó. Đối với cả dạy con cái cũng vậy, đối với cả nói chuyện với cả chồng vợ cũng vậy, và đối với cả cái người mình muốn được góp ý cũng vậy. Bởi vì mình góp ý họ, bởi vì cái sự việc nó chưa xảy ra, hậu quả chưa xảy ra, nhưng mình hãy giúp họ, cho họ nhìn thấy được cái hậu quả sẽ xảy ra nếu mà họ không hiểu. Giống như anh nói thằng cua nhé, nó hay bẻ chân bẻ tay này. Anh ngay lập tức anh lên trên mạng, anh search một hình ảnh là bẻ chân bẻ tay sau này hậu quả như nào, thì nó ra một cái hình ảnh là tay các cái khớp này nó bị to này, xong cái người đấy nó rất là đau này, và cho nó nhìn thấy thì bảo đây nhá, đây là những người hay bẻ tay bẻ chân này, thì theo con là con có nên bẻ tay bẻ chân hay không, hãy để cho người ta quyết định. Mình là cái người giúp cho người ta, cung cấp thông tin cho người ta, còn đâu cái việc có thay đổi hay không, có điều chỉnh hay không thì hãy để cho người ta, bởi vì mình không thay đổi người ta, mình chỉ thay đổi được mình thôi. À, ví dụ như là anh thì nói đơn giản, anh kể một cái câu chuyện anh góp ý về chị gái ruột anh và mẹ ruột anh. Hai người này, phụ nữ này cách đây khoảng tầm 2 năm rồi, rất là suốt ngày nói nhau rồi giận dỗi nhau rồi thậm chí là không nhìn mặt nhau. Và rõ ràng đây là hai cái người ruột thịt của mình, và mình nếu mà họ mất đi cái sự bình an thì tự nhiên là bản thân là mình cũng không vui. Thì Linh anh biết anh làm như nào? Anh ngồi với chị anh để anh giúp cho chị anh thấy được là mẹ đã vất vả như thế nào để đẻ ra và nuôi dạy vợ hai chị em mình. Đôi khi chị quên mất điều đó. Và tất cả những cái gì mẹ xảy ra trong cuộc đời của mẹ, mình quan sát thấy, mình kể cho chị để chị thấy được là gì? Mình cần phải thương mẹ. Và tiếp theo nó để cho chị thấy được là gì? Giọt trước chảy đâu, giọt sau chảy đấy. Tất cả những cái gì chị đối xử với mẹ sau này thì con cái chị sẽ đối xử với chị. Mình cung cấp cho người ta thêm thông tin, mình đem cái tình thương của mình cho người ta thấy được cái ánh sáng. Và sau đó là cái việc quyết định thay đổi, đấy là do người ta. Còn nếu mà mình mà chia sẻ với người ta như thế rồi mà mình lại muốn người ta thay đổi thì có nghĩa là mình đang có mong cầu. Và khi người ta không thay đổi ấy, thì mình lại có vấn đề ý. Vậy thì đừng dại muốn người ta thay đổi nhé.
mình chỉ cho người ta thông tin thôi. Sau đó anh ngồi với mẹ, anh nói với chị. Bản thân chị cũng rất thiệt thòi, cũng rất là vất vả. Và đến bây giờ cuộc sống thì bây giờ nó như thế này, cũng không phải là thế nào thế kia. Bây giờ mẹ không thương chị, ai thương chị bây giờ. Thế là dần dần hai mối quan hệ cứ mỗi một ngày nó tự tốt lên, mỗi ngày tự tốt lên. Và bây giờ em biết không? Hai người này biết nhịn nhau, biết nhường nhau. Và bản thân từ xưa đến giờ là không hòa hợp. Anh không mong cầu trong việc đó, anh chỉ dùng cái việc là gì? Có ý ba đúng. Và mình dùng tình thương của mình để mình nói, mình cho người ta nhìn thấy cái nhân quả, cái hậu quả. Anh cũng cho mẹ anh thấy được cái việc là nếu mà mẹ cả chị cứ như thế này thì bản thân lại đang trở thành một cái môi trường nó không được tốt cho các con, các cháu. Và trong đấy là có thằng Phua và thằng Kiều, con của bọn con. Thế bây giờ thì một tuần cả gia đình gặp nhau một lần là cứ lên chị với mẹ mặt nặng mày nhẹ với nhau thì tự nhiên là các con, các cháu làm sao vui được. Và bọn con ở trên phương diện là một người con, là một người em, nhìn thấy mẹ mình không vui, nhìn thấy chị mình không vui thì làm sao bọn con vui. Thì cho nên là cái việc này thì con chỉ có nói cho mẹ biết là cái cảm xúc của bọn con thôi. Còn cái việc mẹ thay đổi hay không thì bọn con không quyết định. Và tự nhiên mọi thứ nó ổn. Bởi vì người ta thấy được cái việc người ta nên làm và không ai bắt người ta phải làm cái gì cả. Thì cái đấy nó là cái mà anh chỉ đúc kết lại câu hỏi của Linh ấy. Là mình hãy coi nó là một bài toán khó. Và bài toán khó nó dành cho học sinh giỏi. Nếu mà mình dừng lại, mình bỏ cuộc thì có nghĩa là cái năng lực của mình giải quyết vấn đề của mình nó chỉ đến như thế. Và nếu mà mình vượt qua được nó thì sau này thậm chí là mình còn có thể chia sẻ. Và cái năng lực giải quyết vấn đề của mình đối với cả các mối quan hệ nó dựa trên lòng yêu thương. Mình yêu thương đủ lớn thì mình sẽ tìm ra được cái. Thế mọi người thấy được là tất cả những cái gì mà chia sẻ vừa rồi thì thật ra là mọi cái nó đều xoay quanh các mối quan hệ. Thì có lẽ là nó lại là càng củng cố thêm cái câu nói là gì? Chất lượng cuộc sống của bạn chính là chất lượng của các mối quan hệ xung quanh bạn. Và để cân bằng được cuộc sống thì phải cân bằng được gia đình và công việc. Và để cân bằng được gia đình thì phải cân bằng được các mối quan hệ gia đình. Để cân bằng được công việc thì phải cân bằng được các mối quan hệ. Và cân bằng duy nhất bằng một cách sửa mình. Không phải được khác. Không ai giúp mình sửa mình được. Không ai mang đến cho mình những điều tuyệt vời được, trừ chính bản thân mình. Chỉ có mình mới tạo nên những điều tuyệt vời trong cuộc đời mình. Không ai giúp mình được điều đấy cả. Và chỉ có sửa mình mới mang mình đến một cái nơi tốt đẹp hơn. Thì đấy là cái góc nhìn của anh, nó có thể đúng hoặc sai. Thì cũng hy vọng là nó mang lại cho em một chút gì đó. Đã, cảm ơn em. Đến chị Thắm. Chị Thắm có đặt câu hỏi cho em đúng không? Chị Thắm. Anh thấy Linh vẫn là cuối cùng nhất, làm gì có chị Thắm đâu. Thắm có đặt câu hỏi cho em không nhỉ? Đây rồi, chị Thắm có 3 câu hỏi. Làm thế nào để tiếp cận khách hàng khó tính? Xếp cân bằng công việc và cuộc sống như thế nào? Và khi có quá nhiều nỗi lo trong cuộc sống thì có cách nào để giảm tải, không suy nghĩ về nó không? Chị đặt, chị muốn em trả lời cho chị câu hỏi gì? Thực ra là trước khi mà đặt câu hỏi này thì bản thân mình cũng thấy là tất cả những cái giải quyết vấn đề là cũng phải từ mình. Đấy, thế nên cũng mới tiến chia sẻ cái công bằng giữa công bằng cuộc sống. Cân bằng cuộc sống. Vâng, thì nãy giờ chị chắc là lúc em chia sẻ cái câu hỏi này cho chị quên thì chị Thắm ở dưới. Thì em đúc kết lại là để cân bằng cuộc sống á. Thì trong cái cuộc sống thì nó có rất là nhiều khía cạnh. Thì có thể nói đến là vấn đề về sức khỏe bản thân này, các mối quan hệ. Trong các mối quan hệ thì có thể là mối quan hệ với chính mình, con cái, vợ chồng, gia đình, thú vui bản thân, rồi tài chính, sự nghiệp, rồi cái việc mà phát triển bản thân, cho đi. Và thậm chí là có những cái người có thêm cả những cái khía cạnh liên quan về tâm linh nữa. Thì đúc kết lại đây là gì? Tất cả các khía cạnh đấy thì nó gói gọn ở trong hai cái yếu tố đấy là gì? Gia đình và công việc. Gia đình và công việc. Thì để cân bằng được cuộc sống thì phải cân bằng được công việc và gia đình. Và để cân bằng được gia đình thì mình phải cân bằng được các cái mối quan hệ giữa mình với những thành viên trong gia đình. Và để cân bằng được công việc thì mình cũng phải cân bằng được cái mối quan hệ giữa mình với các thành viên ở cái nơi mình làm việc. Trong đó nó có cả khách hàng, có cả đồng nghiệp. Thì cân bằng được các cái mối quan hệ đấy thì chỉ có mỗi một cái cách là mình điều chỉnh mình để cho tốt hơn. Thì em chỉ chia sẻ với cả chị Thắm là
cuộc sống của chị sẽ bị mất cân bằng nếu mà mối quan hệ giữa chị và anh Nam nó gặp những cái trục trặc. Vậy chị có thể hình dung ra về công việc mọi thứ đang thuận như này, nhưng sẽ đến một cái ngày nào đó, em giả dụ thôi, em giả dụ mối quan hệ giữa chị và anh Nam bị ngắt kết nối một thời gian nào, thì ngay lập tức cái việc đó nó ảnh hưởng trực tiếp đến công việc của chị, nó ảnh hưởng đến cả cuộc sống của chị luôn. Hoặc là một cái ví dụ khác là cái mối quan hệ giữa chị với các con, khi mà bây giờ các con nó xảy ra những cái vấn đề gì đó hoặc là nó lớn lên mà mình không kiểm soát được nó, thì nó cũng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến công việc của chị và cuộc sống của chị. Và ngược lại, nếu mà ở công việc của chị, khi mà mối quan hệ của chị với đồng nghiệp, đối với sếp hay đối với leader mà nó có những cái trục trặc, nó có những vấn đề, thì nó cũng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cái cuộc sống hàng ngày của chị. Đó. Vậy thì làm thế nào để cân bằng được cuộc sống? Thì nó không có một cái phương pháp nào để có thể giải quyết được triệt để, bởi vì nó là một hành trình. Và bây giờ chúng ta chỉ có thể biến nó trở thành là gì? Cân bằng hơn so với chính nó. Mục tiêu là cân bằng mà, đúng không chị? Nhưng bây giờ không thể nào, bây giờ cái tiêu chuẩn cân bằng của mỗi người nó là khác nhau nhé. Nhưng bây giờ cái việc của mình cần làm ấy, là mình biến nó cân bằng hơn so với chính nó. Bây giờ mình đã tìm ra cái phương án là gì? Mình cải thiện các mối quan hệ xung quanh của mình và mình để nó tốt hơn so với chính nó. Bây giờ thì làm thế nào để tốt hơn? Thì chỉ có mỗi một cách duy nhất là thay đổi bản thân mình. Bởi vì mình không thay đổi được bất cứ thứ gì ngoài chính mình. Bây giờ thay đổi mình như nào? Sửa bản thân mình, khiến cho bản thân mình tốt hơn mỗi ngày. Có những cái thời gian mình dành cho con, đúng không? Mình bây giờ mình muốn cải thiện mối quan hệ với con, mình hiện diện 100%, không sử dụng điện thoại này cũng là một cái phương án. Chơi với con, đồng hành với con, và thậm chí là gì, mình quan sát những cái gì mà con nó đang làm, những cái lời nói của con, trò chuyện với con mỗi ngày tốt hơn một chút thôi, mỗi ngày tốt hơn một chút, thì tự nhiên mọi thứ nó sẽ tốt lên. Chị Thắm hiểu em không ạ? Mỗi ngày tốt hơn một chút, thì đấy nó chính là cái mà em đang cố gắng, bản thân em đang làm mỗi ngày. Bởi vì nó hạnh phúc, nó là cả một hành trình chứ nó không phải là cái đích đến. Mình khi mà mình mà kiểm soát được bản thân rồi, thì khi mà em kiểm soát được bản thân em, thì em sẽ kiểm soát được các mối quan hệ xung quanh em, và em kiểm soát được chính mình thì em sẽ kiểm soát được cuộc đời của mình. Thì lúc đấy thì cân bằng và hạnh phúc thì nó là do cái vận mệnh, nó do mình quyết định. Thì em xin trả lời câu hỏi mình làm như vậy, có thể đúng hoặc sai. Đến Tuyết đúng không? Còn là Tuyết hả? Cảm ơn chị Tám nhé. Tuyết là đằng sau chị Hoa anh ạ. Tuyết đây. Làm thế nào để thích đọc sách và duy trì việc đó hàng ngày? Làm thế nào để thích đọc sách? Thì bây giờ thì làm thế nào để thích một cái thứ gì đó mà cái thứ đó là chúng ta biết là chắc chắn là tốt, đúng không? Chúng ta biết là tốt. Bây giờ làm thế nào để thích nó? Thì anh hay chọn cái phương án là bây giờ là mình hãy đặt cho mình cái câu hỏi là làm cái việc đó thì nó có lợi cho mình và mọi người không? Nếu có lợi cho mình và mọi người thì nó có lợi ở chỗ nào? Bởi vì mình cần phải làm rõ chi tiết ra, để mỗi một khi mà mình bớt thích nó rồi thì mình lại có được cái lý do để mình lại thích nó nữa, mình duy trì cái việc thích nó. Thì bây giờ anh hỏi em này, cái đọc sách nó có lợi cho em không? Nó có lợi, ngoài có lợi cho em thì nó có lợi cho người khác không? Cụ thể là ai? Là khi mình đọc sách thì mình học thêm kiến thức, thì nó cho mình. Rồi. Ví dụ như là con mình hỏi một cái môi xung quanh mình hỏi một vấn đề gì đấy thì mình có cái thông tin để mình trả lời cho họ. Ừ. Nhưng mà mình nhanh chán. Khi mà mình để tí anh giải quyết cái vụ chán sau. Nhưng mà những cái lợi ích đấy nó mang lại cho em có thể là nó chưa đủ. Và em hãy nhắc mình là khi mà em đọc sách, em cầm cuốn sách em đọc ở nhà thì có nghĩa là em đang sử dụng thời gian một cách có ý nghĩa. Và rất có thể cái việc đọc sách của em nó đang trở thành một cái môi trường để giúp cho con em nó có thói quen đọc sách. Bởi vì nó sẽ không bao giờ đọc sách, rất ít đứa tự nhiên đọc sách nếu bố mẹ nó không có thói quen đọc sách. Nó không chỉ có lợi, tại sao anh lại phải hỏi là có lợi cho ngoài em thì còn có lợi cho ai không? Bởi vì là cái câu hỏi đấy nó sẽ giúp em vượt qua được những lúc em chán. Nó giống như anh. Đúng như anh thời gian đầu ăn chay trường, không bia không rượu trong thanh niên, bây giờ bao nhiêu mối quan hệ, bao nhiêu cuộc vui cuộc chơi, mà trong khi đó là mình nỗ lực hết cả tuổi thanh xuân, chẳng lẽ bây giờ mình không tự hưởng cho mình? Nhưng nó có lý do lớn để mình có thể mình ngăn những cái điều đó, bởi vì mình gắn trách nhiệm của mình lên nhiều người rồi,
nhiều thứ. Bây giờ em đi đọc sách để tốt cho mình, để mình tốt hơn mỗi ngày, để mình có kiến thức, để mình giúp bản thân mình đi về phía ánh sáng, để mình giúp con mình nữa, thương con mình, thương mẹ mình. Bây giờ mình đọc những cuốn sách liên quan đến câu chuyện về những cái kỹ năng ở trong cuộc sống, rồi những cái vấn đề về hàn gắn những mối quan hệ, về chữa lành thế nào thế kia, thì có phải là tự nhiên mình học được một cái gọi là đứng trên vai người khổng lồ, mình mượn được cái trí tuệ của người khác để mình giúp cái cuộc sống mình tốt hơn, mình giúp được con mình tốt hơn. Bây giờ thì làm nào để cho chán? Thì nó có rất nhiều phương pháp để mình có được thêm kiến thức, không chỉ đọc sách, mình nghe sách này, đúng không? Mình nghe audio này, mình nghe sách này, mình xem video cũng được. Bản thân anh cũng không phải là cái người mà học nhất giỏi, học tốt nhất qua kỹ năng đọc. Anh học tốt nhất qua kỹ năng trải nghiệm, đấy là lý do vì sao mà anh đi thiền, anh đi nhập thất, anh đi học những cái mà nó liên quan đến bên ngoài, bởi vì mình học nhiều nhất về cái lĩnh vực đó. Sau rồi bắt đầu đến nghe, cái khả năng nghe của mình nó tốt và đọc là cái cuối cùng. Cho nên là đọc nó không phải là con đường duy nhất để mình học. Mình có thể nghe mà học, mình có thể đi trải nghiệm mà học. Và cái học quan trọng nhất trong cuộc đời này không phải đọc sách. Mục đích của em là muốn tốt hơn, đúng không? Người thầy vĩ đại nhất trong cuộc đời này chính là bản thân mình. Tất cả những cuốn sách mà mình đọc, tất cả những người thầy bước đến trong cuộc đời của mình, chỉ là một cái người bằng gọi là dưới góc nhìn của họ, bằng một cuộc đời của họ, để mình có thể mình nhận được một vài những cái công thức, những cái giá trị để áp dụng cuộc đời mình không. Nhưng không có một người thầy vĩ đại nào bằng chính mình cả. Bởi vì không ai trải qua cuộc đời của mình bằng mình, không ai hiểu mình bằng mình. Cho nên cái việc học từ những điều đã xảy ra trong quá khứ nó là cái thứ quan trọng nhất. Học từ cái việc quan sát những người xung quanh nó là quan trọng nhất. Có ba loại người nhé, có ba loại người. Loại người thứ nhất là loại người đi vấp ổ gà, sứt đầu mẻ trán, rút ra được bài học. Có nghĩa là gì? Đúc kết lại, cái người này là cái người học từ biến cố của bản thân. Loại người thứ hai này, đi ngang qua nhìn thấy thằng khác ngã vấp sứt đầu mẻ trán ở ổ gà đấy, học được, sau mình đi mình tránh cái chỗ đấy. Cái loại người thứ hai là cái loại người học từ sai lầm của người khác. Cái loại người thứ ba là nhìn thấy người khác ngã không học được gì, tự vấp vào ổ gà sứt đầu mẻ trán không học được gì, lần sau vẫn tiếp tục ngã vào đấy. Là loại người này là loại người thất bại, là không học được gì từ chính thất bại của bản thân. Vậy thì nếu là người, hãy là người thứ nhất và người thứ hai. Có nghĩa là hãy học từ sai lầm của mình và hãy học từ sai lầm của những người xung quanh. Vậy cho nên là những cuốn sách ấy mình đọc ấy chỉ là gì? Là mình đang mượn thêm những cái góc nhìn của cuộc đời người khác để mình áp dụng cho mình thôi. Chứ còn thật ra là gì, có rất nhiều người thầy xung quanh. Bản thân tư duy của anh như này, vợ anh là một người thầy của anh. Tất cả những cái gì em đang trải qua, những cái gì em đang trải qua nó cũng sẽ là bài học của anh nếu anh nhìn thấy bài học. Chị Quyên cũng vậy, mọi người cũng vậy. Nó có rất nhiều bài học nó xảy ra cuộc đời. Chả nhẽ bây giờ phải đến khi nào mà mình ngã mình mới chịu học? Tại sao mình không học luôn? Anh trai ruột anh này 41 năm ra đồng bằng ảnh, đúng không? Thiếu trách nhiệm với vợ con, thiếu trách nhiệm với mẹ, không có trách nhiệm với chính cuộc đời. Nguyên nhân ở đây là bia rượu, nguyên nhân ở đây là vô minh, nguyên nhân ở đây là gì? Là mọi thứ chỉ để phục vụ cái nhu cầu cảm xúc bản thân. Nào, bài học lớn quá đi. Bài học đấy nó giúp cho anh bỏ bia rượu. Nào, bởi vì anh không muốn trở thành một cái người đàn ông không có trách nhiệm với những người xung quanh. Ông nội cua mất vì cái việc là không có tiền để đóng tiền viện để cứu 50-50. Nó là một bài học. Mình luôn luôn mình phải nhìn xa ra, mình phải tính những cái phương án tệ nhất có thể xảy đến với cuộc đời mình và những người thân của mình, để mình nỗ lực, để mình phòng những cái thứ đó. Đó, đấy là học đấy. Đọc sách nó chỉ là một trong những công cụ để chúng ta học, giúp chúng ta tốt lên thôi. Còn cái quan trọng nhất là học từ sai lầm của chính bản thân mình và người khác. Mình là người thầy vĩ đại nhất trong cuộc đời của mình. Không ai dạy mình bằng chính mình. Không có một người thầy nào hiểu mình bằng mình. Không có một người thầy nào biết mình có bao nhiêu vấn đề cả. Không có người thầy nào giúp mình sửa mình bằng chính mình. Đấy nó là cái mà cái câu trả lời của anh về cái việc đọc sách của em. Và làm thế nào để mình không bị chán trong khi đọc sách. Thì mình hãy đổi phương pháp. Mình hãy đổi phương pháp bằng cái việc mình nghe sách, mình học, mình quan sát lại chính bản thân mình học. Mình quan sát mọi người.
quan sát hoa để học cái cách làm sao mà bản thân mình cũng cần tiết kiệm, đúng không? Quan sát Liên là làm sao nhắc bản thân mình để không bị buồn chán, đúng không Liên? Đó. Anh trả lời như vậy thì em có thấy phù hợp với câu hỏi của em không? Ok, cảm ơn Tuyết. Còn chị Hương Giang đúng không? Thay đổi giới trẻ. Chị Hương Giang, chị Hương Giang là đầu tiên. Chị Hương Giang có 3 câu hỏi. Làm sao để trở thành bạn của con, làm sao để nhận ra thiếu sót của bản thân và làm sao để trở thành nhân viên kinh nghiệm. Chị muốn hỏi em câu nào? Câu thứ hai. Làm sao để nhận ra thiếu sót của bản thân? Ừ. Nhận ra thiếu sót của bản thân thì em nhận ra thiếu sót của bản thân đấy. Bởi vì nó là thiếu sót cho nên là nó đã xảy ra rồi, đúng không? Nó đã xảy ra rồi thì em hay tự đặt cho mình một cái câu hỏi này. Cái việc nó đã xảy ra như này này, việc nó đã xảy ra rồi, mình khổ người. Và khi câu trả lời là có thì có nghĩa mình đã tìm ra điều có thể tốt hơn. Nó chính là phát hiện lỗi, nhận lỗi và sửa lỗi. Thì cái việc khó nhất là cái việc phát hiện ra lỗi, đúng không ạ? Thì bây giờ cái công thức để phát hiện ra lỗi nó phản ứng lại với mình và nó mang lại một cái kết quả không tốt. Chị hãy nhìn em lại có một cái thói quen như này. Em nhìn chính cuộc đời của em xem rằng là mỗi một cái giai đoạn có cái sự việc này nó mang lại một kết quả không tốt. Vậy thì cái kết quả không tốt đấy là bởi vì mình đã làm điều gì mà nó mang đến kết quả không tốt? Mình đã làm một điều gì, mình đã nói một điều gì để nó ảnh hưởng tổn thương đến người này? Mình đã làm một điều gì để nó mang lại cái kết quả như này? Bởi vì đây nó là cuộc đời của mình cho nên là mình sẽ luôn luôn nhìn thấy cái điều mình có thể tốt hơn. Giống như chị, đây em chỉ nói đơn giản là cuộc đời của chị năm nay là 43 tuổi. Chị 44 tuổi, chị hãy quan sát xem các cái mối quan hệ đến cuộc đời của chị và họ đi, hoặc là cái câu chuyện như cái quyết định nào trong cuộc đời của mình mà nó có thể tốt hơn. Thì mình hãy xem là điều gì mình có thể, bài học của mình ở đây là gì. Và cái cách phát hiện lỗi của em là luôn luôn đặt là gì? Điều này nó có làm khổ mình, khổ người không? Khổ mình, khổ người. Nếu nó có thì có nghĩa là mình có thể tốt hơn. Nếu nó làm khổ mình thì có nghĩa là mình đang làm một điều chưa đúng. Và điều chưa đúng thì có nghĩa là có thể tốt hơn. Còn cái việc này nó làm khổ người thì đây nó cũng là cái việc làm chưa đúng và nó có thể làm tốt hơn. Nên cái này là cái mà nhiều khi mà nó phải có một cái năng lực, một cái kỹ năng để có thể quan sát lại những việc đã xảy ra. Quan sát những cái việc đã xảy ra, phân tích nó và đúc kết lại nó là nó có thể tốt hơn, nhưng tốt hơn ở chỗ nào để làm sao mình rút được bài học. Chứ nếu mà một cái sự việc nó xảy ra rồi, em đang giả dụ như tại sao mà chúng ta có một cái văn hóa là phát hiện lỗi, nhận lỗi và sửa lỗi, là bởi vì chúng ta luôn luôn cố gắng là chúng ta sửa những cái lỗi để chúng ta tốt hơn so với chính chúng ta. Đi cây không so sánh mình với cả nơi khác, đi cây chỉ so sánh đi cây với chính đi cây của quá khứ đấy. Bây giờ thì làm thế nào để đi cây phát triển được? Thì chỉ có mỗi một cách là sửa để cho nó tốt hơn. Bây giờ làm nào để sửa? Sửa những gì? Sửa quy trình, sửa con người, sửa văn hóa, sửa tất cả. Cái gì có thể tốt hơn thì để có thể sửa. Sửa lời ăn tiếng nói, sửa về chất lượng dịch vụ. Chuyên gia cố gắng đi học, cập nhật, rồi làm nhiều để cho cái chuyên môn nó tốt hơn. Đấy cũng là sửa. Mua máy móc về tốt hơn để làm, đấy cũng là sửa. Thế đấy, đấy là cái câu, đấy là cái thứ mà em vẫn luôn tự nhắc nhở mình. Nếu mà em mà không quan sát chính mình để em thấy được là trời ơi, mình là một cái, đúng là một cái thùng rác. Em đã có những lúc mà em nghĩ mình là một thùng rác, mồm thì cứ nói là quan tâm đến anh em rồi mọi người, nhưng rõ ràng là mình đang gián tiếp tạo cho anh em những cái thói quen xấu. Đấy là gì? Cút cỏ. Nhưng mà mọi người khi kết thúc cuộc chơi, mọi người đi về và không may là cái người đấy họ đang là trụ cột của gia đình, mà cái điều đấy nó lại ảnh hưởng, nó tổn hại đến con cái của người đấy. Không, chị Quyên ạ, đấy nó là cái quyết định. Đến khi đi với mọi người đúng không? Uống bia, uống rượu, nốc cho lắm mà xong hút cỏ cho lắm. Xong rồi tự nhiên là gì? Nó khiến cho mọi người ảnh hưởng sức khỏe này, thiếu đi cái sự tỉnh táo,
và nó lâu dần nó là mình đang hại. Không, đây là đang nói em không thích nhưng em đang sống ở trong cái môi trường này cho nên em bị theo. Đấy, thế. Và rất nhiều người như vậy. Cho nên là gì? Cho nên là gì? Anh không thể thay đổi được mọi người, anh chỉ thay đổi chị Thanh thôi. Và khi mà mình ổn thì bên chị Quyên thấy văn hóa bây giờ là chỉ có cái cỏ. Đi liên hoan bây giờ bia rượu còn không cơ mà. Anh em gọi là muốn uống bia rượu toàn tự mang đi. Không. Cái việc mình không thay đổi mọi người nhé, mọi người mang đi đấy là mọi người. Nhưng tôi sẽ cố gắng là tôi sẽ không gieo những cái nhân đấy để hại. Thì bây giờ thì làm thế nào để phát hiện được lỗi ở chị Trang? Chị Trang hỏi xem việc đấy nó có hại gì với mình không? Thì bây giờ lại làm thế nào để biết được hại không? Thì chỉ có nhân với hậu quả nó lên. Một năm nữa, ba năm nữa, năm năm nữa, lâu nữa thì điều gì sẽ xảy ra? Đấy nó là cách gì nhé. Còn nếu mà mình không nghĩ về điều đó thì sẽ không bao giờ mình biết được là cái việc làm này mình ảnh hưởng đến ai và mình hoàn thiện mình như thế nào. Thì đấy nó là cách làm của em. Nó là cái cách làm của em. Bởi vì rõ ràng là cái thời gian cuộc đời chúng ta sống trong cuộc đời này nó là hữu hạn. Thì bây giờ mình làm thế nào để mình hoàn thiện được mình nhất có thể, để mình sống một cái cuộc đời là có ý nghĩa nhất, có lợi cho mình và mọi người. Còn ai có câu hỏi không nhỉ? Chị Thắng rồi đúng không? Chị Giang rồi. Nhớ tất cả mọi người rồi đúng không? Thế rồi. Đúng rồi. Em toàn tự trả lời được thôi, em không cần nhờ hết. Như là kiểu chả hiểu sao mỗi lần mà nghe tiếng nói chuyện hoặc là có ngồi nói riêng thì tự nhiên thì kiểu căng cái mút lên. Xong về nhà lại tụt mút à? Kiểu đấy là nhà kiểu điều chỉnh lòng thiệt. Nó như này Hoa này, cái điều tiếng nói nó có thể đúng hoặc sai nhưng mà anh nhớ cái việc là gì? Chúng ta chỉ có thể cho người khác cái thứ mà chúng ta có. Đấy là lý do vì sao ấy, mà khi mà Hoa tự kiểm soát bản thân mình, làm chủ bản thân mình, làm chủ cảm xúc của mình ấy, thì đấy nó cũng chính là món quà lớn nhất mà Hoa có thể dành cho các con. Bởi vì khi mà Hoa kiểm soát được bản thân Hoa ấy, thì ở trước mặt con ấy, thì Hoa cũng đang làm gương cho cái việc này, kiểm soát bản thân, kiểm soát cảm xúc. Thì đấy là Tiến đang nói là cái câu hỏi của Hoa vừa rồi ấy. Là vì sao mà ngồi nói chuyện, có thể Hoa mỗi lần lên đây mà nói chuyện với Tiến, có thể Tiến một tiếng, có thể chị Quyên, có thể là Linh, có thể là Tuyết, chị Giang, chị em lên đây rất nhiều. Và mình tin là cái buổi nói chuyện, khi mà ngồi nói chuyện riêng hoặc là như thế này ấy, thì nó có một cái năng lượng nó khác biệt khác. Là lý do tại sao? Nếu bản thân mình không bình an bên trong, thì mình không thể mang lại cái bình an đó cho cái người đối diện. Mình không thể cho người khác cái thứ mình không có được. Thì bây giờ bản thân mình mà là cái người mà cảm xúc nó còn bị trồi sụt, nó vẫn còn tham lam, nó vẫn còn mong cầu, nó vẫn còn phản ứng, nó vẫn còn giận hờn, nó vẫn còn thù hận, thì khi mà ngồi với cả mọi người thì rõ ràng là cái cách nói chuyện, cái suy nghĩ và cái phản ứng cũng như là cái cách làm của mình nó sẽ bộc lộ ra. Cho nên là đấy là lý do vì sao mà vẫn luôn nói với Hoa là bản thân là lá vàng là gửi đất khô, nhìn cây sửa đất, nhìn con sửa mình. Nhiều khi mà nhìn những cái biểu hiện của con, nhìn những cái thứ mà nó đang trổ ra ở con thì thật ra là nó đang có ở trong mình. Và khi mình sửa mình xong thì con nó cũng sẽ học được cái cách nó sửa. Muốn vợ mình hạnh phúc hơn, muốn con mình nó nên người thì rõ ràng là đấy nó là cái con đường của Tiến. Có thể là không biết là nó có xa hơn hay không, có thể là nó có phải là con đường ngắn nhất hay không, nhưng chắc chắn nó là con đường của mình. Là bởi vì mình không đi sửa người khác, mình đi sửa và mình sửa mình khiến cho mình tốt hơn, có ý nghĩa hơn, sống gọi là có ý nghĩa hơn. Và chia sẻ với mọi người là lý do tại sao mà mình ăn chay là bởi vì mình đang cố gắng mình luyện tập, mình kỷ luật để mình ít bị phụ thuộc nhất bởi những cái yếu tố bên ngoài. Có nghĩa là không vì mình không bị phiền lòng bởi vì cái bữa ăn. Mình không phiền lòng bởi bữa ăn, có nghĩa là ăn xào cũng được, ăn rau cũng được, ăn củ cũng được, ăn đậu cũng được, ăn muối cũng được. Để mình biến cái câu nói là gì? Hạnh phúc nó là cái thứ mình cho phép nó xảy ra chứ không phải là nó là cái đến. Và mình không cần phải nhậu nhẹt thì mình vẫn hạnh phúc mà.
mình không cần phải mặc đẹp, đúng không? Bây giờ thì cứ quần áo có sao mặc như vậy, mình không bị nặng nề về mặt hình thức nữa. Và khi mà mình không cần ăn ngon, không cần mặc đẹp, không cần đi chơi những cái chỗ mà nó lịch sự nữa, không cần phải làm những việc đấy nữa, thì tự nhiên là mình ít xuất hiện trên những cái mặt trạng xã hội, mọi người để ý thấy lúc. Và khi mình không dùng thì mình cũng không cần, mình không bị bận lòng bởi vì cái việc là mình muốn người ta nghĩ mình như thế này, mình xây dựng cái hình ảnh trong mắt người ta như thế kia, không bị tiền làm việc. Và mình không dính đến những cái và hưởng thụ như thế thì tự nhiên là mình bớt ham tiền. Tự nhiên ngồi trước mặt mọi người thì bớt ham quyền. Về gia đình cũng nói chuyện với bố mẹ, nói chuyện với anh chị em, các con, các cháu, bớt ham quyền. Và trong cuộc sống mình bớt ham những dục lạc đi, tự nhiên là mình bớt cái gì thì mình đỡ khổ. Nó giống như cuộc đời chúng ta từ khi sinh ra đến khi chết đi, chúng ta giống như một vận động viên chạy marathon. Chúng ta chạy từ khi chúng ta sinh ra đến khi chúng ta chết đi, chúng ta không bao giờ dừng lại. Và nó khác ở cái chỗ là gì? Cái hành lý của chúng ta. Hành lý của chúng ta càng nặng, chúng ta càng mong muốn nhiều, chúng ta càng dính mắc nhiều thì chúng ta càng nặng, và nặng thì chúng ta chạy chậm. Mặc dù chúng ta chạy chậm nhưng chúng ta chạy đã bị mệt. Bây giờ cứ cởi đi, bỏ đi được cái miếng ăn, bỏ đi được cái bữa chơi, bỏ đi được cái đó kia, không còn tiền bạc, giao danh lợi, quyền lợi nữa, thì tự nhiên là mình rất là nhẹ nhàng. Và đấy nó là lý do vì sao mà ngồi với Hoa thì Hoa cảm thấy bình an. Bởi vì mỗi cái lời nói thì mình nguyên nhân, mục đích là nó mang đến lợi ích cho mọi người, không phải mang đến cho mình. Cái tôi, cái bản ngã từ đấy nó nhỏ đi. Hôm nay thì ơi à, còn chị Trang đây, còn chị Trang nữa. Hy vọng sẽ xử lý xong để cho mọi người. Chị Trang có chị Trang tháng 4 đây, chị Trang có 3 câu hỏi. Rèn tính cách và mạnh mẽ và tự tin cho con trai, cách truyền cảm hứng và sống có đạo đức biết ơn với các con, và cách xử lý khi có mâu thuẫn với người thân. Chị muốn hỏi em câu nào ạ? Số 1. Câu 1 à? Rèn tính cách mạnh mẽ và tự tin cho con trai. Rèn tính cách mạnh mẽ và tự tin cho con trai. Đây là với suy nghĩ của em nhé. Nó có thể đúng hoặc sai. Thì nếu coi cái việc mà con của mình ấy nó mạnh mẽ và tự tin, nếu coi nó là một kết quả thì nó sẽ phải đến từ những cái nguyên nhân. Và việc của mình ấy, là mình tập trung vào nguyên nhân để mình đi gieo cái hạt đó, để khiến cho con mình nó trở thành trổ một cái quả tự tin và mạnh mẽ. Vậy thì cái việc là cái nhân là gì để mang lại một đứa con tự tin và mạnh mẽ, tự lập, được ra quyết định, được thất bại, được lắng nghe, được nói những thứ nó muốn. Có nghĩa là gì? Nếu mà cảm thấy mà một cái đứa nhỏ, hoặc là ví dụ như là thân với em chẳng hạn, bây giờ em tự tin là bởi vì em được làm những cái việc mà em được ra quyết định. Cho nên là mình hãy quan sát xem là bản thân là cái việc mà mình dạy con, cái môi trường nó mang lại cho con những cái điều đó. Và bây giờ mình phải cày sới, mình phải tỏ bỏ những cái ruộng đó, mình gieo những cái hạt đó. Và nó có một cái như này nữa là em rất là hiểu. Thứ nhất là gì? Như chị với Tuyết đó, là bạn voi và bạn nhím là ở với bà với mẹ. Và khi mà ở với bà với mẹ như vậy thì các bạn cái gì? Thiệt thòi ở cái chỗ là không có một cái người đàn ông đúng nghĩa để cho bạn ấy soi vào. Một người con trai, ví dụ như là chim ở của keo lì chẳng hạn, thì con gái thì không nói, nó sẽ thuận theo mẹ thôi. Nhưng nếu mà một người con trai giống như bạn Duy Anh ở với tổ ấy đó, hay là nhím ở với em, hay là bạn voi ở với chị ấy, mà ít gặp bố ít về ấy, thì đấy nó là thiệt thòi các bạn. Và cái việc mà bạn ấy nhát một chút này, bạn ấy không tự tin lắm, bạn ấy chưa được mạnh mẽ cho lắm, thì nó là điều rất hiểu. Nó là điều rất hiểu. Nhưng mình có thể giúp bạn ấy mạnh mẽ hơn so với chính bạn ấy, giúp bạn tự tin hơn so với chính bạn ấy. Ở nhà em với cả vợ em hay cho phần lớn tất cả những cái gì quyết định của cua thì đa phần là để cho bạn quyết định. Không, vợ chồng em thì kể cả cái việc là con có đánh răng hay không đánh răng, con có đi học hay không đi học, đều là do con quyết định. Con mặc cái này hay mặc cái kia đều do con quyết định. Con ăn nhanh hay ăn chậm đều do con quyết định. Nhưng mà mình cho con nó thấy được cái hậu quả
sau mỗi quyết định cả. Con có 35 phút để con ăn cơm. Nếu con ăn cơm 35 phút để chưa ăn xong thì con ở nhà. Ba mẹ đi ăn kia đi. Giờ này con dậy. Nếu mà trong trường hợp mà giờ này gọi con vẫn không dậy, hôm nay cho con nghỉ học. Con có thể con đang ngủ tiếp, nhưng nó được ra quyết định. Nó được ra quyết định. Và nó được chịu trách nhiệm trước quyết định đấy. Và cái điều đấy khiến cho nó tự tin. Bởi vì sao? Bởi vì để mà nói về câu chuyện về tự tin và mạnh mẽ thì em lại nhớ đến một hình ảnh, mọi người nhớ đến Vương Đạt, em vợ em chia sẻ với mọi người là không có Yến nên không có Đạt nên nó xấu ấy. Từ nhỏ em yêu vợ em từ khi Đạt lớp 7. Và Đạt ấy, mọi người biết không, học trường gì bố mẹ quyết định, ăn cái gì bố mẹ quyết định, mặc cái gì bố mẹ quyết định, chơi với ai bố mẹ quyết định, học xong cấp 3 đi nghĩa vụ công an do bố mẹ quyết định. Và điều gì xảy ra là khi học nghĩa vụ công an xong, nó vào đấy nó học những thói quen xấu và nó về nó nổi loạn, nó đến nổi loạn, nó làm gọi là bục bét. Và đấy nó là hai vợ chồng vẫn luôn nói là gì, đấy nó là một cái hậu quả của cái việc một cái đứa trò nó không được ra quyết định là chính cuộc đời. Và nhiều khi mà bố mẹ mình là người lớn thì mình hay lấy cái kinh nghiệm của bản thân, mình hay lấy kinh nghiệm của bản thân và mình hay lấy những cái mà gọi là cái vốn sống của mình để mình ra quyết định hộ con, bởi vì mình biết là cái gì tốt cái gì không tốt. Nhưng với những đứa bé nó không biết, nó không biết được tại sao mà nó phải làm, nó chỉ biết được là nó đang bị bắt phải làm như thế, nó đang bị ra lệnh và không có một bất cứ một ai muốn người khác ra lệnh cho mình. Và nếu mà trong trường hợp mà người ta ra lệnh mình phải nghe là bởi vì mình đang chịu cái sự phụ thuộc của mình. Ví dụ con cái, mình đang đóng tiền học cho nó, mình cho nó ăn, mình đang mua quần áo cho nó mặc, nhà mình đang cho nó ở, thì nó phải nghe. Nhưng khi với những cái đứa như thế nó ra ngoài đời ấy, thì nó lại có một cái xu hướng là muốn chờ người khác ra lệnh cho nó. Đôi khi nó mất đi cái sự tự chủ của người ra quyết định. Vậy cho nên là gì? Khi con nó còn trong vòng tay của mình, vẫn còn dưới cái nách của mình, vẫn còn đang trong cái sự bảo bọc của mình, thì mình hãy để cho nó tự ra quyết định trong cuộc đời của nó và để cho nó tự chịu trách nhiệm, bởi vì những cái việc này nó vẫn đang nằm trong sự kiểm soát của mình. Như thế nào nó cũng đang nằm trong vòng tay của mình mà. Nó có thất bại đi chăng nữa, nó có ngã đi chăng nữa, nhưng vẫn đang ngã trong vòng tay của mình. Còn hơn bây giờ mình ra quyết định cho nó và sau này khi ra cuộc đời nó ngã dập mặt và không ai đỡ. Hãy luôn để nó quyết định và mình chỉ là một cái người giúp nó nhìn thấy hậu quả. Thằng cua đúng không? Bẻ tay đi. Cho nhìn luôn hậu quả đây nhá, bẻ tay này. Tay gồ ghề sau này nhé, có những người giúp cả lốt tay xấu xí này. Đây, ba chỉ gửi cho con nhé, còn đâu là việc bẻ tay tiếp là việc của con. Bởi vì ba giúp cho con nhìn thấy hình ảnh ấy thôi. Còn quyết định ở con. Không đánh răng đúng không? Cho xem hình ảnh, không đánh răng, răng sún, răng sâu, răng ngồi toe toét, máu lợi, máu nước chảy. Cho xem hình ảnh, cho xem video. Đánh răng hay không, đấy là việc của con. Và khi mình cho nó ra quyết định ấy, thì nó sẽ không bao giờ còn thói quen đổ lỗi. Thì nó sâu răng em. Và đấy là lý do vì sao em nhìn thấy cua nhé. Răng rất đẹp luôn. Đó. Nhưng mà bản thân là không phải là mình bắt nó đây là cái răng nhá. Mình cho nó quyết định. Không, có bị sâu răng một lần rồi. Đúng một cái răng cửa, một nốt ở bên trong giữa hai cái. Còn để sâu răng là sợ đái hết quần luôn. Sợ là gọi là sợ khiếp luôn. Cho đêm mới đau, đêm rồi mà. Ngoan luôn. Thật ra là kể cả đối với con cái cũng vậy, hay là đối với chính bản thân mình cũng vậy, hay là đối với cả những người xung quanh cũng vậy. Thật ra là mình, nếu mà mình thực sự mình yêu thương con cái, yêu thương mọi người, thì mình ở trên phương diện là một cái người ở bên cạnh và giúp cho họ nhìn thấy cái nhân quả của cái hành động đấy. Còn đâu quyết định là do họ. Thì đấy là quay trở lại cái câu của Linh nãy, là Linh biết là góp ý như thế là tốt cho người đấy, nhưng người đấy phản ứng lại. Thì thật ra là gì? Mình cung cấp cho người ta cái góc nhìn để giúp cho người ta nhìn thấy nhân quả, còn quyết định cho người ta. Thì tự nhiên là mình cảm thấy nhẹ lòng là bởi vì mình được chia sẻ rồi. Còn người ta có thay đổi hay không thì đấy là do cái nhân quả của người ta. Người ta không thay đổi thì người ta sẽ nhận cái quả không thay đổi. Người ta có thay đổi thì người ta nhận cái quả không thay đổi. Còn mình vẫn không bị áy náy là bởi vì mình cũng đã chia sẻ hết lòng, hết tâm bằng cái tình yêu thương. Còn nếu mà không hiệu quả thì lần sau thì mình có thể góp ý với vấn đề ra với cái sự việc đó, nhưng mà với một cách khác. Thì
không biết là cái câu trả lời của em nó có giải quyết được phần nào đấy cái câu hỏi của chị không? Có, hiện tại thì chị vẫn đang đặt cho các bạn ấy. Đó. Bởi vì tại sao vậy? Em người lớn ấy, người lớn chúng ta là bị một cái như này chị ạ. Nãy em vừa có nói ấy, là bởi vì chúng ta nhiều tuổi hơn, chúng ta trải qua nhiều thứ hơn, chúng ta kinh nghiệm sống hơn, cho nên là chúng ta biết cái nào tốt, cái nào không tốt. Nhưng mà bản thân các bạn ấy không biết. Nhưng khi mà các bạn ấy không biết cái nào không tốt, cái nào không tốt, mình cấm cho các bạn ấy không được chửi bậy này, mình cấm không được nói dối này. Nhưng mình quên mất người lớn mình bị sai lầm một cái chỗ là mình quên mất mình không cho các con nó thấy được là tại sao lại không nên nói dối, tại sao lại không nên sờ vào cổ điện, tại sao lại không nên chửi bậy. Mình phải là cái người giúp cho con nó thấy được cái quả, bởi vì con nó tuổi nhỏ nó không nhìn thấy quả. Mình hơn chúng nó là bởi vì mình sống lâu và mình biết được là thằng nào nói dối là mất tín, không có thông tin, thằng nào chửi bậy là trở thành người vô văn hóa. Thì bây giờ mình lại phải sử dụng cái kinh nghiệm của mình để mình đúc kết lại, mình cho con nó nhìn thấy và con nó là người quyết định. Không cấm. Cấm đôi khi nó giống như là một con gà công nghiệp. Đó. Một con gà công nghiệp đến giờ được ăn, đến giờ được uống và cũng chỉ chờ ngày để được. Đó. Con gà rừng ấy, nó được quyết định cuộc đời của nó ăn đào bới, nó không đào nó không ăn được, đúng không? Có thể là nó gọi là đau đớn nhiều ấy, nhưng mà con đấy mà trái gió lửa giờ, gió mùa đông bắc, con gà rừng không chết đâu. Nhưng khéo gà công nghiệp dù lượn một lượt đấy. Chị nhìn em nó đây, em chị là một con gà rừng nhá, đúng không? Bởi vì gia cảnh bố mẹ cũng đi làm lăn lộn kiếm tiền, làm gì có thời gian để dạy dỗ giáo dục nhiều, đúng không? Cũng lao ra ngoài đường, cũng nhà cũng hết cái hoàn cảnh này đến lại chọn cái hoàn cảnh kia. Nhưng mà chính cái việc đó tự nhiên là nó tạo ra cho mình là gì? Mình làm cái gì mình phải chịu trách nhiệm, cũng ngồi phường ngồi quận thế rồi lên, cũng người cũng người hết sẹo cái nọ sẹo cái kia, khâu vá chằng chịt như gấu miu miu. Nhưng mà thì mình được quyết định, và khi em được quyết định em không đổ lỗi lại, không đổ lỗi lại. Và cái điều đấy nó tạo nên sự tự tin và mạnh mẽ của em nhé. Không ai quyết định thay cho em cái cuộc đời của em. Cho nên em không đổ lỗi cho ai. Và khi không đổ lỗi cho ai thì em mạnh mẽ như gì. Không mạnh mẽ để yếu đuối ai chết. Thì đấy là cái câu trả lời của em.